chúng ta bắt đầu nhé. Tôi hôm nay tôi sẽ có cái buổi gọi là nôm na là phụ đạo hay là giới thiệu lại một chút về cái thuật, về cái kỹ thuật vét cạn quay lui, nó là backtracking ấy. Thì đây là một trong những cái theo tôi là một trong những phần khó mà tôi đấy nhờ mà cũng quả thật cũng khó thật, cho nên tôi muốn nhắc lại một chút để chúng ta hiểu hơn cái lõi của cái thuật toán này, và chúng ta sẽ ứng dụng để làm một số bài tập cụ thể. Thông qua một cụ thể chúng ta thấy rõ hơn về cái kỹ thuật này. Thì trước tiên nói về cái xuất phát vì sao lại có cái quay lui này. Thì bản chất cái thuật toán quay lui này là gì? Nó là tự nhiên của cái phương pháp mà bài toán tìm kiếm thôi. Thì cái bài toán tìm kiếm mà chúng ta đang thấy biết trong tin học thì cái bài toán tìm kiếm là rất là bài toán cơ bản nhất, rõ nhất của cái môn tin học, đúng không nào? Thì có rất nhiều cách tìm kiếm khác nhau, nó phụ thuộc vào cái bài toán, phụ thuộc vào cái môi trường, phụ thuộc vào cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta tìm kiếm ấy. Thì nói chung là tìm kiếm trên một cái dãy, một cái mảng thì là dễ này, tìm kiếm trên một cái mảng đã sắp xếp thì dễ này, trên một cái môi trường mà nó dễ mà nó có quy luật ấy thì là dễ. Nhưng mà một số cái bài toán tìm kiếm tổng quát rất là khó, thì không có quy tắc nào để chúng ta tìm kiếm một cách hiệu quả cả. Cho nên là xuất phát từ đó người ta mới dẫn đến cái bài toán thứ hai là trong tìm kiếm này nó có một cái phương pháp nó gọi là tìm kiếm vét cạn. Tìm kiếm vét cạn. Tức là gì? Tức là tìm kiếm tất cả các khả năng. Tức là tìm kiếm tất cả các khả năng. Thì ví dụ nhé, chúng ta giả sử chúng ta có một cái thành phố mà trong đó chẳng có đường xá gì cả, không có đường xá, nó nhà cửa nó lộn xộn như này, đúng không? Nhà cửa nó lộn xộn như này, nó không có đường xá, không có phố phường gì cả, mà cần tìm một cái ông X gì nào đó, ông X gì đây, thì nó tìm cái nào? Chúng ta sẽ phải tìm đến tất cả các nhà ở trong thành phố này, cho tìm hỏi đây có nhà ông X không, ông này sang bên này ông X không, cho tìm kiếm tất cả trong thành phố này có khoảng là hơn ví dụ như chúng ta có là 10.000 cái hộ gia đình, thì chúng ta phải tìm kiếm toàn bộ 10.000 cái nhà đó, thì người ta gọi đó là cái đây là tìm kiếm vét cạn, là cái phương pháp tìm kiếm là tồi nhất, khi mà trong cái này nó không có cái cấu trúc nào cả, chúng ta phải tìm như vậy. Thì người ta gọi là vết cạn. Thì trong cái vết cạn đó thì từ lâu người ta cũng vết cạn người ta biết từ lâu rồi này. Nhưng vấn đề là trong những bài toán mà khó, tìm kiếm khó thì làm sao để có thể rút bớt được cái thời gian tìm kiếm vết cạn hay không? Đó. Thì các bạn biết rồi là trong lịch sử mà nó thì có cái người đầu tiên đưa ra cái mô hình tìm kiếm gọi là quay lui ấy, là ông ta đưa ra cái bài toán là làm tìm kiếm đường đi trong mê cung. Đấy, chúng ta nhớ làm tốt nhé cái bài toán là đầu tiên được đưa ra, bài toán là mê cung cho trước một cái mê cung, cho nó cũng có đường đi nhưng mà nó không, chúng ta không biết trước là đường đi nó như thế nào, nó rất loạn xạ như thế này, được không? Ví dụ như thế nào, hình dung như vậy. Đây có một cái cổng vào, đây cổng vào, mà tôi biết đây là cái cổng ra, đây cổng ra, được không? Thì bài toán làm sao mà tìm đi ở trong bên cung này để vào đây và ra được tới đây. Đấy. Mà chúng ta không biết trước được đi như thế nào. Đấy. Đây là cái ông Luca mà tôi đã từng nói rất nhiều, cái ông Luca. Ông ta đưa ra cái lời giải đầu tiên một cách rất là mơ hồ cho cái bài toán tìm đường đi trong mê cung. Tức là gì? Chúng ta cứ đi phía trước, vừa đi vừa đánh dấu, nhưng mà đi không được nữa chúng ta quay lại đi một đường khác. Cứ như vậy, khi nào mà ra đến đến ra đến khi ra được đến cái điểm đích thì thôi,
thì là coi như đích. Còn chúng ta cứ tìm đi tìm mãi trong quay lại, khi là chúng ta quay lại vị trí gốc ấy không đi được nữa thì chứng tỏ rằng đã hết, đã không có đường đi. Thì đó là cái ông mà Luca này, ông viết cuốn sách đầu tiên vào năm 1882 gì đó. Cái cuốn sách này là trong cuốn sách này ông ta đưa ra cả cái bài toán, vừa cái bài toán là mê cung, vừa có cái bài toán là tháp Hà Nội. Chúng tôi nâng trang lại cho đấy nhé. Thì như vậy ông này là cái người đầu tiên mà đưa ra cái ý tưởng của thuật toán quay lui, tức là cái đi về trước không được thì quay trở lại, quay lui trở lại tìm hướng khác. Thì đó chính là cái gọi là cái lần đầu tiên có cái sơ lược về cái mô hình gọi là mô hình quay lui. Như vậy là cái thuật toán này thì nó vết cạn rồi, thì có một cái hướng phát triển của nó chính là cái hướng là quay lui. Như vậy quay lui là một cái trường hợp riêng của tìm kiếm vết cạn, nhưng mà thông minh hơn, nó làm cho chúng ta là cái vết cạn là cái phương pháp mà chúng ta tìm tất cả, cho nên nó không có cái định hướng gì cả, thì như vậy nó rất là khó tìm. Và do đó chúng ta có một cách làm là quay lui, thì nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, nhưng bản chất của nó vẫn là vết cạn, được chưa? Đó, thế bây giờ tôi nên chúng ta hình dung như vậy. Bây giờ tôi sẽ mô tả bằng một số những cái tư tưởng đầu tiên của quay lui nhé, trước khi chúng ta đưa ra cái mô hình cụ thể mà chúng ta sẽ làm. Đây thì có lẽ là những người đầu tiên mà mô tả cái quay lui này, sau này chứ không phải thế kỷ ông Luca, những Luca là thế kỷ thứ 19 sang thế kỷ 20 thì người ta bắt đầu mô tả cái quay lui thực sự. Mà cái những người đầu tiên mà mô tả quay lui chính là cái theo tôi thì là có hai ông, một ông tên là Dijkstra, một ông tên là Witt. Hai cái ông đó là người đầu tiên đưa ra cái mô hình cái gọi là cái hai ông là người đầu tiên đưa ra cái mô hình và làm gọi là đệ quy đấy, mô hình là cái hàm đệ quy. Thì những cái bài toán đầu tiên được đưa ra cho cái mô hình này chính là dùng hàm đệ quy để chúng ta sẽ tìm được mô tả được cái gọi là cái bản chất của thuật toán là quay lui. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cho các bạn cả hai cái phương án đấy nhé, cả hai cái phương án là quay lui. Thì cái phương án đầu tiên nhé, tôi mô tả hôm nay tôi vừa tổng thể cho các bạn xem tổng thể toàn bộ cái định hướng, cái bản chất của cái bài toán quay lui, đồng thời cũng chúng ta biết được các cái lời giải khác nhau của những cái nhà khoa học máy tính khác nhau trong từng thế kỷ nhé. Thì đầu tiên tôi sẽ nói cái mô hình đầu tiên là cái mô hình cái kỹ thuật quay lui do cái ông Witt nhé. Cái ông Witt chính là cái ông mà sáng tạo ra cái mẫu lập trình Pascal ấy. Chúng ta chú ý nhé, ngôn ngữ lập trình ấy, assembler thì nó ra đời khoảng những năm 1950 của thế kỷ trước, nhưng mãi năm 60 gần 70 thì mới xuất hiện ngôn ngữ lập trình bậc cao là đầu tiên là Algol, sau là Pascal. Algol thì vẫn là không triệt để. Algol vẫn rất nhiều cái lệnh là Algol vẫn có nhiều các cái lệnh go-to. Lệnh go-to thì nó là phá vỡ cái tính cấu trúc của ngôn ngữ lập trình đi. Đến khi ông Witt nghĩ ra cái ngôn ngữ lập trình Pascal thì nó mới hoàn toàn bỏ đi hoàn toàn cái lệnh go-to. Thì lúc bây giờ nó thực sự là ngôn ngữ lập trình bậc cao đầu tiên của thế giới. Thì ông Witt này cũng là người mà dùng Pascal để viết ra được các cái chương trình gọi là lập trình đệ quy đầu tiên. Thì ông này đưa ra cái mô hình mà Bách-Bách-Bách-Linh như sau nhé. Tức là chúng ta sẽ ông Witt này, thì các bạn rửa cuốn sách của ông, là có một cuốn sách rất nổi tiếng như lại nhé. Witt là cái tác giả của cuốn sách là gì? Là thuật toán, đúng không? Algorithm nhé, cộng với data structure, tức là thuật toán cộng với cấu trúc dữ liệu thì bằng chương trình. Đây là cái chương trình. Đây là cuốn sách rất là nổi tiếng của cái ông Witt này, khoảng những năm 1970 của thế kỷ trước. Đấy, thì có thể nói là cái ông này là cái ông mà đóng góp rất nhiều ở trong cái bài toán này. Thì ông ta đưa ra cái nhìn sau nhé. Mà chúng ta thấy chúng ta sẽ cũng có những bài tập như này đấy, chúng ta sẽ làm ngay bây giờ đấy, lát nữa nhé.
Thì xuất phát từ đây là đây là mô tả cái bài toán để tìm đường đi trong mê cung nhé. Thì như sau, chúng ta xuất phát từ một vị trí bắt đầu, tôi gọi là vị trí hiện thời. Thì như sau nhé, đây. Thì cái chúng ta ông ta đưa ra một cái hàm là hàm try next, đặt tên là như này. Ở đây nó là vị trí tôi gọi là hiện thời đi, hiện thời. Đấy. Thấy chưa nhé? Thì cái đây là cái hàm mà nó có dạng như thế này nhé. Đây. Để tôi mô tả cái hàm, đây là mô tả theo cái ông quyết này trong cuốn sách này. Thì ông này là người đầu tiên đưa ra cái mô hình gọi là mô hình đệ quy của cái bài toán của kỹ thuật tìm kiếm gọi là quay lui nhé. Thì như sau này, đây ta vẫn viết bằng bằng lệnh nhé, if nhé, if cái vị trí hiện thời là nghiệm, là đích thì thông báo nghiệm luôn, thông báo đã tìm thấy nghiệm nhé. Thì nếu bài toán mà yêu cầu tìm một nghiệm thôi thì ta để dừng lại, còn bài toán tìm tất cả các nghiệm thì ta không dừng. Thì tôi viết thêm một lệnh ở đây, tôi viết thêm một cái như là dạng là comment nhé, comment đây là dừng chương trình nếu chỉ cần tìm một nghiệm thôi thì người ta dừng này đấy, còn nếu mà tìm tất cả các nghiệm thì ta không dùng này nữa nhé. Đấy, thì ta bỏ qua không dùng lệnh này. Đấy. Đầu tiên kiểm tra này, sau đó chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ tính s bằng là tập hợp các cái vị trí tiếp theo có thể đi từ cái vị trí hiện thời. Đấy. Tính toán từ một chiếc hiện thời chúng ta có thể tính được các vị trí tiếp theo, được chưa? Rồi sau chúng ta làm như sau, chúng ta dùng một lệnh lặp for vị trí mà thuộc s, nằm trong s thì lặp for, thì chúng ta kiểm tra nếu if cái vị trí là khả thi, tức là có thể đi được, là có thể là trước đó chưa đi qua đấy, đã là khả thi. Đấy. Nếu vị trí này là mà là khả thi thì chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta sẽ làm như sao? Chúng ta sẽ cập nhật thông tin của vị trí. Và chúng ta dùng lệnh là try next. Đó. Là này chúng ta chính là để quy này, chúng ta vị trí nhé. Đấy. Chúng ta sẽ đi tiếp. Chúng ta đánh dấu và chúng ta sẽ đi tiếp sang cái bước tiếp theo của cái vị trí này. Nhưng chỗ này cập nhật là đóng dấu. Khi mà thoát ra, chúng ta quay lui thì chúng ta sẽ xóa thông tin của vị trí. Có nhân chữ đi. Khi mà thoát ra chữ đi. Đó, thì đây chính là cái tôi vừa viết ra, đây chính là cái dạng cái sơ khai đầu tiên của cái thực hiện. Đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 nhé, đây là 4 này, đây là 5 này, đây là 6 này, đây là 7, đây là 8 này, đây là 9. Đấy. Thì đây chính là cái bản sơ khai mà có rất nhiều cái chương trình chúng ta dùng cái mô hình này nhé. Tôi lấy ví dụ trong cái cuốn sách chuyên đề CS của lớp 11 ấy, cái bài mê cung ấy, sau cùng ấy chính là dùng cái hàm này để chúng ta mô tả nhé, được chưa? Đấy, thì đây là cái rất quan trọng. Bây giờ tôi mô tả sang cái thuật toán thứ hai. Đây là cái ông Ướt nhá, là cái ông đầu tiên đưa ra là được cái này trong cuốn sách này được xuất bản năm 1970. Thì ngoài ra có một ông nữa, ông thứ hai cũng rất là mà chúng ta biết đó là Dijkstra nhé. Ông này cũng là người rất là nổi tiếng. Đấy. Ông này là cái người đầu tiên viết được cái thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu trên đồ thị đấy. Các bạn nghe thấy bây giờ nghe thấy cái thuật toán nó là DFS, là duyệt tìm kiếm
tìm kiếm hay là duyệt duyệt đồ thị theo chiều sâu. Thì chính cái ông này là ông người đưa ra cái đưa ra đầu tiên cái phương án là duyệt đồ thị theo chiều sâu. Thì cái này các bạn lớp 12 mới học nhé, cái này lớp 12 mới học, lớp 11 chưa học, cái chương trình lớp 12 là có nhé. Thì cái theo chiều sâu này nó chính là cái phương án mà quay lui của nó có hai cái duyệt theo chiều sâu, nó có hai phương án. Một phương án là duyệt theo chiều sâu thuật toán là không quay lui, và cái cách thứ hai là quay lui. Thì cái bảng quay lui của DFS nó chính là quay lui. Đấy. Thì ông này là người đầu tiên viết ra được cái này nhé. Thì tôi bị tôi mô tả bằng trên đấy đấy, bị tôi mô tả như này. Ví dụ tôi có một cái đây, sẽ cần duyệt tất cả trên một cái cây đây nhé, tôi đây nhé. Đây. Có đây có cái nút trên cây này, như thế ví dụ nhé. Bây giờ xuất phát từ cái vị trí bắt đầu rồi nhé, bìa cần duyệt tất cả cái đỉnh của cái cây này. Đấy, thì duyệt như thế nào? Đấy, chứ bây giờ thì tôi sẽ mô tả cái pháp duyệt này theo đúng cái phương pháp của Dijkstra nhé, là DFS. Thì như thế nào? Thì đây tôi mô tả các bạn. Thì nó chính là khi tôi mô tả cái này thì nó chính là cái này luôn. Nó chính là cái này luôn này. Đấy nhé. Bây giờ các bạn này. Thì xuất phát từ đây nhé. Xuất phát từ cái điểm này là điểm nào? Điểm 0 đây. Điểm 0 nhé. Chúng ta sẽ đánh dấu tất cả các vị trí mô tả cái vị trí có thể tìm được chính là cái ô này và ô này, đúng không? Bên này bây giờ đi ô này trước này, chúng ta đi sang đây này, chúng ta đi hôm nay xong tới đây cho chúng ta sẽ đi tiếp phía trước, đánh dấu là các cái điểm tiếp theo là điểm này và điểm này. Đấy, chúng ta đi phía điểm này mà cứ như vậy đi về phía trước, đi về phía trước tới đây không có gì nữa, chúng ta sẽ phải quay lại nhé, chúng ta sẽ quay lại đây, quay lại đây. Xong tới đây chúng ta sẽ đi tiếp sang bên này, chúng ta sẽ đi tiếp sang này. Đó, bên này nhé. Xong đi tiếp sang bên này. Đấy. Xong quay lại. Đi tiếp sang bên này. Từ đây chúng ta sẽ quay lại đâu? Chúng ta sẽ quay lại đây. Chúng ta sẽ quay lại đây. Không đi tiếp vào nữa. Chúng ta quay lại đây. Không được nữa. Chúng ta quay lại đây. Và chúng ta đi tiếp sang bên này. Đấy. Đi tiếp sang bên này. Quay lại. Đi tiếp. Đi tiếp. Quay lại. Đi tiếp. Quay lại, quay lại, quay lại, đi tiếp sang bên này. Đấy. Quay lại, quay lại, quay lại, đi tiếp. Đấy. Đi tiếp, đi tiếp, quay lại, đi tiếp, đi tiếp, quay lại, đi tiếp, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, hết. Như vậy chúng ta đây là, nhưng mà đây chính là cái điểm mà tôi đang muốn nói, chính là cái thuật toán gọi là duyệt theo chiều sâu trên đồ thị. Nhưng bản chất nó chính là cái DFS này, nó chính là đồng nhất với chính là quay lui, chính là tìm kiếm quay lui nhé, tất cả quay lui trên quay lui, chính là quay lui luôn. Và nó chính là cái này. Như vậy là cái bản chất của quay lui là gì? Là chúng ta luôn đi về tìm kiếm về phía trước. Nếu mà không thấy đường đi, chúng ta sẽ quay lại và tìm sang một hướng khác. Cứ như vậy, khi đạt tới đích thì chúng ta dừng lại. Hoặc khi mà quay về điểm xuất phát mà không đi được nữa thì sẽ quay lại, thì sẽ dừng lại. Cứ như vậy. Thì đó là cái bản chất của quay lui nhé. Đấy, nhưng mà khi mô tả bằng cái này thì nó hơi khó hiểu. Nhìn cái này là nhìn vào đây hơi khó hiểu. Nó không là cái mô hình toán học thuần túy. Cái này nó rất là khó hiểu, cũng rất là khó hiểu. Thì đến thì tôi mô tả cái bài toán mà trong sách giáo khoa có viết ấy, trong sách ấy, là chúng ta đưa ra một cái mô hình toán học. Mô hình toán học chặt chẽ. Chặt chẽ để mô tả nhé, để mô tả cái thuật toán hay là kỹ thuật quay lui, backtracking. Đấy, thì cái mà chúng ta quan tâm chính là cái này. Và hầu hết tất cả các bài toán mà chúng ta sẽ làm ấy, nó sẽ là chính là dùng cái mô hình này. Thì cái thuật toán này là do một cái nhà bác học tên là Walker.
viết ra khoảng những năm 1950, 1960 của thế kỷ trước. Thấy chưa? Thì đây là một cái bùn rất là đẹp. Và cho đến bây giờ thì hầu hết tất cả các cái sách giáo khoa mà viết về backtracking ấy, họ đều dùng mô hình của marker này hết nhé. Thì nó rất là hay, mà nó làm cho cái bài toán trở nên rất là đơn giản. Cái mô hình này cũng hay này, cái mô hình này vì nó mô tả trên một cái mô hình mà đồ thị hay. Nhưng mà trong thực tế không phải bài tập nào cũng là không thể bài toán nào cũng mô phỏng bằng đồ thị được, rất là khó. Cho nên là cái mô hình này nó chỉ áp dụng cho đồ thị thôi. Nó hay là mô tả đúng cái thuật toán quay lui. Còn thực tế thì ta vẫn phải coi lại cái này. Cái này vẫn là cái cơ bản nhất là cái này. Đó. Mà cái này nhiều khi nó tù mù quá, nó hay khó hiểu quá, nó không phải bài toán nào cũng mô tả được đúng như này. Cho nên người ta sẽ phải dùng cái mô hình thứ ba là mô hình này. Cái mô hình này. Để tôi gọi cái này là cái số 3 nhé. Thì trong sách của chúng ta thì chỉ nói sơ qua, trong sách 11 chỉ sơ qua cái phương án này, sơ qua thôi. Và chúng ta nói thẳng sang phương án 3. Còn phương án 2 này chúng ta không nói được vì chúng ta chưa học đến đồ thị. Thì sang đến lớp 12, khi mà các bạn học đến cái chuyên đề về đồ thị thì chúng ta sẽ nhắc lại, học lại cái này. Thì nó chính là quay lui. Khi học về thuật toán duyệt theo chiều sâu ấy, thì nó chính là quay lui. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì cái này phải sang lớp 12 mới học cái này. Rất là tiếc. Nếu mà cái phần quay lui này mà được đưa vào chương trình mà sau cái phần đồ thị thì rất là hay, nó rất là hợp lý. Nhưng mà đây người ta lại đưa xuống lớp 11, còn cái lớp đồ thị này đưa sang lớp 12, cho nên nó bị hơi bị theo tôi hơi bị ngược một chút, không sâu sao cả. Chúng ta có thể bỏ qua khi học về quay lui, chúng ta có thể bỏ qua cái phần này, cái phần về chuyện theo sâu này thì vẫn hiểu được, mới vẫn hiểu được, không có gì cả. Rồi sang số 3 nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa về cái bài toán, cái mô hình toán học của cái backtracking là như sau này. Thì chúng ta sẽ đưa cái bài toán cần tìm nghiệm ấy, tìm kiếm ấy, đưa về là cái chúng ta đưa về cái miền, chúng ta mô tả cái miền cần tìm kiếm là có dạng sau đây, rất quan trọng này. Có dạng là một dãy các cái số nguyên x0 này, x1, x2, xk-1. Tôi viết k-1 nhé. Đó. Một dãy các cái số nguyên. Cái hay của nó như vậy nhé. Và cái đấy cho có thể mở rộng ra hoặc là giúp bớt lại nhé. Thì tất cả các x thì y này nó sẽ nằm trong cái miền D nào đó. Đấy. Có sách thì viết cho khó hiểu hơn thì nó là miền DY. Thì cũng không sao. Hoặc viết đơn giản hơn là x y này sẽ thuộc cái miền chung cái miền D thôi. Thì cái miền D này thông thường là một cái miền của số nguyên thôi, nó là hoặc là tập hợp số nguyên, hoặc là tập hợp số tự nhiên, hoặc là một tập con của số tự nhiên, có thể là như vậy. Có thể là một tập con nào đó của tập con của số z chẳng hạn, tập con nào đó nhé. Đấy, thì như vậy là nó phải suy được và tìm cái bằng dãy các cái x này mà có thể mở rộng, có thể tìm kiếm được. Như vậy là việc tìm kiếm của chúng ta sẽ bắt đầu từ cái dãy x là bắt đầu từ dãy x là rỗng nhé. Xong chúng ta sẽ bổ sung x0, bổ sung x1, bổ sung x2, bổ sung xk vân vân. Bổ sung đến khi nào mà là không bổ sung được nữa thì quay lại xóa bớt đi. Tôi tìm xk và không tìm được xk cộng 1 là không tìm được nữa. Ví dụ thế nhé. Không tìm được, vì hết chỗ rồi. Chúng ta sẽ quay lại tìm xk khác. Thay xk phẩy nào khác. Và cứ như vậy tìm lên, tìm sang bên phải thì là tìm tiếp. Quay lui lại thì là tìm được trở lại. Và cứ như vậy cái phương án này là ta tìm liên tục như vậy. Khi nào tìm được nghiệm dừng lại, hoặc tìm tất cả các nghiệm thì dừng lại. Thì đó là cái cách, đó là cái như vậy. Các bạn đang tìm kiếm bây giờ là đưa về cái miền tìm kiếm là một dãy các số nguyên. Đấy, bản chất là như vậy nhé, tất cả x y này là số nguyên hết này. Đấy, rất quan trọng. Thì hầu hết các bài toán thực tế mà chúng ta sẽ giải hầu hết là nằm trong cái này hết. Chúng ta chú ý nhé, rất quan trọng, cái chỗ này rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ này, ví dụ các bài toán mà chúng ta vẫn đang làm bây giờ nhé. Ví dụ như là bài toán tìm sinh ra tìm tất cả các cái sâu nhị phân
không nhị phân là độ dài n cho trước. Như vậy là chúng ta phải tìm mà làm cái sâu x thì là các độ dài của nó là đây là x0 này, x1 này, x2, đây là xn trừ 1. Đúng nào? Và mức xn này này là phải nằm trong cái miền là 0 và miền là 0 và 1. Đấy. Thì như vậy là đúng dễ. Rồi chúng ta bắt đầu tìm từ x0 xuống x1 xuống 2, khi tìm được xn thì ta dừng lại, xn trừ 1 thì dừng lại. Như vậy là cái bài toán là tìm sinh ra các sâu nhị phân độ dài n chính là miền giá trị của nó là miền gặp một cái dãy các cái bit 0 và 1 thì nó chính là cái mô hình này. Đúng không nào? Để ví dụ 1 như ví dụ 2. Ví dụ 1 là ví dụ đây là ví dụ 1 này. Ví dụ 2 nhé, làm cho trước tập hợp S. Tập hợp S gì? Nó là có thể làm cái cho trước làm việc nó làm một cái dãy đấy, nó làm một dãy các cái số thôi nhé, ký hiệu đơn giản ví dụ 0 này, 1 này, 2 này, n trừ 1. Bài toán là gì? Bài toán là tìm tất cả các tập hợp con của S gì? Thì làm như nào? Bài toán là tìm tất cả các cái tập hợp con của S gì? Thì làm cái nào? Đấy, thì rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ tìm các tập hợp con như sau, là mỗi tập hợp con của nó là một phần các phần tử của dãy S này thôi, cho nên là các tập con của nó đây là các tập con của S thì nó có dạng là a bằng là i1 i2 ik, ở đây là không nhỏ hơn là bằng i1 nhỏ hơn i2 nhỏ hơn ik và nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 1. Đây là theo các chỉ số thôi, mà khác nhau từng đến một mà nó lớn hơn, mà cái i1 nhỏ hơn i2 nhỏ hơn i3 nhỏ hơn ik, vậy là nhỏ hơn bằng n trừ 1. Thì đây chính là một cái tập A này là ứng một tập quang của S gì. Như vậy là cái bài toán này chính là bài toán tìm các dãy thôi. Tìm là x gì sẽ bằng là x0 x1 xk. Ở đó là gì? Ở đó là không nhỏ hơn bằng x1 nhỏ hơn x2 nhỏ hơn xk nhỏ hơn n. Đấy. Thì mỗi tập này là một tập con, ứng là một tập con của S gì. Nhưng mà vẫn đưa về là gì? Tìm một dãy các cái số nguyên. Bản chất của nó như vậy là chúng ta phải suy về tất cả đều tìm một dãy các cái số tự nhiên là được, đúng không? Hay là bài số 3 là cái bài toán nữa là một bài toán rất là bình thường là tìm cho trước cái dãy A. Bây giờ sinh tìm tất cả các hoán vị của A. Thế như vậy là cái bình thường mình nó vẫn là cái x bằng là gì? X bằng x0, x1, x2, xn trừ 1 thôi. Mà ở đây gì? Ở đây là ở đây x1, x2, x1 là các cái số nguyên khác nhau từng đôi một nằm trong cái khoảng từ 0 đến n trừ 1. Đấy, thì cái phần từ này mà các xi ở đây nhé. Các xi đây là khác nhau từng đôi một. Xi với mọi y g. Thì cái này nó sẽ ứng với một cái hoán vị của A nhé. Thì một cái tập này nó sẽ ứng một với một cái hoán vị của A, một cái hoán vị. Hoán vị là gì? Là a x0 a x1 a xn trừ 1. Để như vậy là cái bài toán tìm kiếm vẫn là tìm kiếm là dưới dạng các dãy như thế này. Đấy. Đấy. Như vậy là cái ba bài mà tôi vừa mô tả các bạn vẫn là cái bài mà là suy về là tìm kiếm cái miền nghiệm là một dãy các cái số nguyên. Đấy, rất quan trọng. Như vậy cái ông Walker ông hay là chỗ ấy. Ông đưa cái bài toán tìm kiếm vết cạn đó bằng là gì? Bằng cách là đưa nó về dưới cái dạng là cái miền tìm kiếm là như thế này. Được chưa? Thì bản chất nó rất là chỉnh như vậy thôi. Bây giờ tôi mô tả cái thuật toán của ông ta nhé. Từ đến khi mà đưa về này thì rất là dễ. Được rồi, thì bây giờ tôi mô tả cái thuật toán tìm kiếm, mô tả cái mô hình tìm kiếm quay lui nhé. Cái mô hình
mô hình kỹ thuật toán quay lui back tracking ấy, cho cái mô hình là x0, x1, xk đấy, nằm trong cái miền là d0, d1, dk. Mỗi cái di này là bằng bằng cái tập hợp nào đó nằm trong tập nằm trong cái số số tự nhiên, nó dễ nhé. Đó, thì cứ làm như sau nhé. Thì như sau này chúng ta sẽ định nghĩa khái niệm là sk. Sk là tập hợp, giả sử có x1, xk trừ 1 rồi thì sk chính là bằng tập hợp tất cả các cái sk sao cho là x1, x0, x1, xk trừ 1 có thể bổ sung thêm xk vào cuối trong cái miền nghiệm. Đấy, tức là cho trước x0 và xk trừ 1 thì là sk là tất cả các cái xk mà có thể bổ sung vào cuối của cái x này để chúng ta đi tiếp này, được chưa? Thì rất nhiều khi là sk này là nó chính, nhiều khi nó sk này nhiều khi nó chính là bằng dk, là toàn bộ cái miền không gian, nhưng thực tế nó ít, nhỏ hơn rất nhiều lần, nó nhỏ hơn, và như vậy sk nó bé hơn, thực tế sk nó nhỏ hơn rất là nhiều lần, và chúng ta chỉ hạn chế tìm trong sk thôi, được chưa? Thì đây là cái định nghĩa sk rất dễ dàng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái thuật toán chính này nhé. Thì tôi mô tả cái, đây là cái dự quan, tôi sẽ mô tả cái toán như sau. Tôi sẽ mô tả theo ba cách mô tả cái thuật toán hay là kỹ thuật quay lui, back tracking. Phần này trong sách giáo khoa, chỉ trong cái sách của chúng ta chỉ mô tả một phương pháp, nhưng mà đây tôi mô tả cho các thầy cô là cả ba phương pháp nhé, ba cách để chúng ta có cái nhìn sâu hơn một chút, cao hơn một chút để chúng ta quan sát nhé. Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ mô tả cả ba cách nhé. Tôi sẽ mô tả theo ba cách. Cách thứ nhất là chúng ta dùng liệt kê để mô tả. Cách thứ hai là dùng đệ quy, phương pháp đệ quy để mô tả. Cái phương pháp thứ ba là phương pháp là không đệ quy. Liệt kê là để chúng ta hình dung thôi. Còn cái pháp đệ kê này không dùng để lập trình được, để biết thôi. Còn đệ quy là biết được, dùng để lập trình ngon lành nhé. Lập trình. Không đệ quy cũng có thể lập trình được. Thấy chưa? Đấy. Thì chúng ta thấy là trong sách giáo khoa tin 11 chỉ mô tả đệ quy thôi, không mô tả phần không đệ quy. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả thêm cả phần không đệ quy nữa. Và chúng ta có thể bắt đầu giải các bài tập của chúng ta bằng cả hai phương pháp đệ quy và không đệ quy. Còn liệt kê thì mô tả ra để biết thôi, để biết nó có cách dùng mô tả bằng liệt kê cho nó dễ hiểu hơn thôi. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ mô tả bằng cả ba cách nhé. Cách thứ nhất là liệt kê, cách thứ hai là đệ quy theo đúng trong sách giáo khoa, trong cuốn chuyên đề CS 12 đã 11 đấy, và cách thứ ba là không đệ quy. Ba cái này là một thôi. Bản chất là gì? Là cho trước cái miền, cho trước bài toán cần tìm kiếm dạy các x1, xk trừ 1 sao cho là nó đạt được nghiệm mà cái bài toán chúng ta đặt ra là thực ra cái bài toán của chúng ta đặt ra nó có hai dạng. Cái bài toán nào dùng mô tả cái bài toán của chúng ta nó có hai dạng. Cách thứ nhất, dạng nhất là dạng là chỉ tìm một nghiệm, tìm có một nghiệm là đủ, là dừng lại nhé. Ví dụ như cái bài toán mê cung ấy, tìm nghiệm mà dừng lại, không đi lại thứ hai. Còn bài thì cách thứ hai là tìm tất cả các nghiệm. Hai cái này là làm tự nhau, nó chỉ khác nhau ở một chỗ thôi. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cái bài toán này, tìm tất cả các nghiệm. Tôi sẽ chỉ ra là khi nào thì ta dừng lại để làm tìm bài toán là một nghiệm nhé. Còn tôi sẽ mô tả bài toán là tìm tất cả các nghiệm thì nó mới hay nhé. Là tìm tất cả các sâu nhị phân độ dài n, tìm tất cả các tập hợp con của tập hợp s cho trước, tìm tất cả các cái hoán vị của một dãy a cho trước, hay là tìm tất cả các phương án xếp n con hậu trên bàn cờ n nhân n. Đấy, như vậy. Tìm tất cả các phương án của con mã tuần trên bàn cờ n nhân n. Đấy, như vậy cái đó là tìm tất cả các nghiệm. Đấy, thì tôi sẽ mô tả bây giờ nhé. Đây,
Biên mô tả luôn cho các bạn xem nhé. Về cách 1 này, cách 1 là chúng ta sẽ mô tả bằng liệt kê, mô tả bằng liệt kê. Mô tả bằng liệt kê nó cũng rất đơn giản thôi. Đây chúng ta sẽ bắt đầu từ cái dãy x là rỗng này, chúng ta cứ bổ sung x0, bổ sung x1, x2, x3, khi nào mà kiểm tra cái bộ đó làm nghiệm thì chúng ta thông báo làm nghiệm. Chúng ta tìm tiếp. Khi thiếu tìm được nữa chúng ta sẽ quay lại là muốn tìm xk không được, chúng ta quay lại xk-1 và tìm một cái phần tử xk-1 khác và cứ tìm tiếp. Anh cứ đi về phía bên phải là tìm tiếp, không được thì quay lại, được chưa? Rồi thì tôi mô tả các bạn nhé bằng phương pháp liệt kê này. Bước 1 này, thực hiệu là B1 nhé, là chúng ta đặt k bằng 0. Đấy, đặt k bằng 0 và đặt x chỉ là một cái dãy rỗng. Đây, x là một cái x là cái dãy rỗng nhé. Chúng ta chú ý là tôi dùng ký hiệu này là để mô tả cái comment nhé, comment là chú thích cho cái phần mà tôi viết nhé. Quen dùng cái này trong thậm chí là tôi quen dùng cái này hơn là cái dấu thăng là dấu thăng này là ở trong Python, còn dấu này là ở trong C, nhưng mà tôi quen dùng cái này mất rồi, không sao, tùy các bạn nhé. Để mô tả một cái chú giải thì tôi viết như vậy nhé. Đây là bước 1 nhé. Bước 1 là thiết lập các giá trị ban đầu. Bước 2 là tôi sẽ tính được SK. Cái này thì là tính SK là cái miền SK là cái miền có thể của SK dựa trên là x0, x1, x2, xk-1. Chú ý là cái phần tử xk là nó phụ thuộc vào cái phần tử phía trước của nó nhé. Đấy, rất quan trọng. Tính xk, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra, tôi kiểm tra là nếu lên kiểm tra luôn sang đến thời gian bước 3 đi. Bước 3 nhé. Để làm luôn nhé. Nếu xk bằng rỗng, rộng thì quay lui tôi mô tả sau nhé. Chỗ này là cần chuyển về bước nào đó nhé, chuyển về bước mấy tôi tính nhé, tôi làm sau nhé, phía dưới nhé. Như vậy là tính SK nữa, SK bằng rộng này và quay lui đây nhé. Thế bây giờ giả sử SK không rộng thì làm như sau, sang bước 3, F3 bước 3 nhé, là chúng ta sẽ đặt xk bằng phần tử nhỏ nhất của min của sk. Bao giờ khi tìm tiếp ấy, chúng ta luôn tìm cái phần tử mà nhỏ nhất có thể. Đấy, cái này rất hay vì trong số nguyên là nó cho phép là sắp xếp, cho nên là trong các bài toán tìm kiếm ấy, quay lui thì bắt buộc nó phải là cái dạng một cái dữ liệu mà nó sắp xếp được. Đấy, ví dụ như là một cái sâu là một cái số hoặc một cái dãy các cái sâu các cái số. Chứ nếu là làm cái dạng khác thì không so sánh được, thì không thể nào mà quay lui được, bắt buộc phải là so sánh được nhé. Bước 3 đặt xk bằng phần tử min. Xong bước thứ tư là kiểm tra xem là nếu if cái x0, x1, x2, xk-1, xk là nghiệm. Là nghiệm thì sao? Kiểm tra. Nếu là nghiệm thì thông báo nghiệm. Và tìm tiếp. Đây là trường hợp mà gì là tìm tất cả nghiệm. Còn nếu tìm một nghiệm thì thông báo nghiệm là dừng lại. Để tôi comment ở đây nhé. Sẽ dừng lại. Dừng chương trình lại nếu mà yêu cầu tìm một nghiệm thì ở đây lập tức dừng lại ngay nhé. Ví dụ như cái bài toán là tìm đi trong mê cung chẳng hạn, mà thông báo tìm một cái đường đi này mà dạ là đích rồi, ta dừng lại ngay, còn không chúng ta đi quay lại tìm kiếm gì nữa. Nhưng mà với cái bài toán khác ta sẽ tìm tất cả các nghiệm. Ví dụ cái bài toán là tìm các phương án con hậu chẳng hạn, hay bài toán tìm các cái sâu nhị phân chẳng hạn, ta sẽ tìm tiếp cho khi nào mà hết thì thôi.
nhé. Đó là bước thứ tư. Khi tìm được là khi đặt XK bằng nguyên là kiểm tra là nghiện rồi, chúng ta sẽ làm sang bước thứ tư, chúng ta sẽ đi tiếp. Bước năm là bước là đi tiếp, đặt K bằng K cộng 1 là đi tiếp. Đây là đi tiếp nhé. Đi tiếp. Được chưa? Đi tiếp sẽ làm gì? Sang bước 6. Bước 6 đi tiếp là chúng ta sẽ phải quay lại bước 2. Đấy, quay lại bước 2. Quay lại bước 2 nhé. Bước 2 này. Quay lại đây, quay lại đây này. Để tính SK lại, cứ thế làm tiếp tục nhé. Sang đến bước 7. Bước 7 chỉ là bước là quay lui đấy, quay lui. Đây nhớ chỗ này là chuyển về bước 7 nhé này, bước 7. Đó. Ở đây chỉ là quay lui. Đây chính là quay lui nhé này. Bước 7 là quay lui. Quay lui là gì? Quay lui là đặt K bằng K trừ 1. Đây, đây chính là quay lui nhé. Quay lui khi nào? Quay lui khi mà cái SK bằng rỗng, không tìm được, chúng ta tại cái phần tử SK đó không tìm được, không tìm được SK nào nữa thì ta phải quay lui lại. Đặt K bằng K trừ 1 nhé. Và đây là chúng ta kiểm tra, nếu mà K mà lớn hơn bằng 0 thì quay lại, thì quay lại bước 2. Nếu K mà lớn hơn được bằng 0 thì vẫn đi tiếp được, thì ta sẽ quay lại bước 2. Đấy. Còn nếu K bằng 0 thì dừng lại, nếu K nhỏ hơn 0 thì dừng lại. Bước 8 là dừng chương trình. Dừng chương trình hay là stop lại, dừng chương trình. Đấy, thì đây chính là gì? Đây chính là cái thuật toán mô tả cái quay lui bằng gì? Bằng liệt kê các bước. Các bạn có thấy rất dễ hiểu không? Chúng ta cứ đặt K bằng 0 này, đầu tiên là XK bằng rỗng này. Với K như vậy chúng ta tính SK. Tính SK. Xem là nó là tập hợp các cái khả năng có thể tìm được của XK. Sau là tìm đặt XK là cái phần tử cuối nhỏ nhất của SK và bổ sung vào cái phần dãy của dãy XK. Nếu là nghiệm thông báo nghiệm. Thông nghiệm thì thôi. Xong là đi tiếp là K bằng K cộng 1 đi tiếp sang bước 5. Đi tiếp chúng ta quay lại bước 2. Sau đó thì là nếu mà ở bước 2 nhưng mà SK bằng rỗng thì ta quay lại K bằng K trừ 1 và lại đi tiếp, hoặc là dừng chương trình nếu mà K bằng nhỏ không thì ta dừng lại. Thì đó là cái, đây chính là cái gọi là cái mô tả bằng liệt kê. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả phương cách thứ hai. Cách thứ hai là mô tả bằng chương trình, bằng cái hàm đệ quy nhé. Cách hai là mô tả thuật toán, mô tả bằng đệ quy. Đây là cách có trong sách giáo khoa nhé. Đây là cách, này là cách đã được mô tả trong sách giáo khoa. Biết tôi mô tả như sau. Chúng ta chú ý cách số 2 nhé. Cách số 2 là mô tả bằng trong sách giáo khoa. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ viết một cái hàm như này. Viết một cái hàm có tên là backtracking nhé. Backtracking. Gồm có là x0, x1, đầu vào của nó là xk trừ 1. Giả sử có xk trừ 1, chúng ta cần phải tìm phần tử xk tiếp theo. Đấy, đây là nó dạng này nhé. Nó có dạng đây là cái phần nghiệm đã tìm thấy và cần bổ sung phần tử thứ k vào sau xk trừ 1. Đây là cái đầu vào của cái thuật toán đó nhé. Đấy, được chưa? Bây giờ như sau này. Kiểm tra như sau nhé, thì là chúng ta kiểm tra if nếu mà x0, x1, xk trừ 1 là nghiệm thì thông báo nghiệm hoặc là dừng chương trình hoặc vào chương trình nếu mà yêu cầu tìm một nghiệm. Rồi. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ bước theo, chúng ta sẽ tính toán SK. Đấy. Theo x0, x1, x2, xk trừ 1. Cái SK là cái cách khả năng có thể có của xk, có thể tìm được. Đấy, được chưa? Đấy. Xong rồi thì chúng ta sẽ làm cái lệnh sau đây. Tiếp theo chúng ta làm lệnh lặp thôi, for
for XK in SK 500 SK mà chúng ta gọi là EQ back tracking, bây giờ là x0 x1 xk chia 1 xk thì bổ sung vào đây rồi và gọi tiếp theo là k cộng 1. Thì đây chính là cái thuật toán nhé, đây chính là cái thuật toán mới của chúng ta. Nó có đây là lệnh thứ nhất này, lệnh thứ hai này, lệnh thứ ba này, lệnh thứ tư này, lệnh thứ năm này, lệnh 6, nó có 6 lệnh rất đơn giản. Cái mô hình là đĩa quy này, đây là chúng gọi đây chính là một loại gọi đĩa quy đấy, ở cái lệnh thứ 6 đây. Vậy nó rất đơn giản, trên cái phương án này là phương án mà dễ hiểu nhất và dễ làm nhất vì nó ngắn. Được chưa? Nhưng mà đây là chính đây chính là cái phần mà cái phần mô tả cái phương án là đĩa phương án là backtracking bằng đĩa quy. Cái hàm nó đặt tên là hàm backtracking. Thì cái hàm này cái ông út ông đặt tên là try next cũng được nhé. Hoặc là họ dùng là backtracking cũng được. Đấy. Khi tôi dùng từ try cũng hay của nó nhé. Đó là cách thứ hai, rất là dễ hiểu và rất là dễ làm. Tôi mô tả thêm cách thứ ba nữa. Nhưng các bạn theo tôi thì các giáo viên chúng ta có thể nhuần nhuyễn cách thứ hai, nhưng mà cách thứ ba nếu ai mà chịu khó mà làm thêm cách thứ ba nữa thì chúng ta người đó sẽ càng hiểu biết hơn. Cách thứ ba là mô tả thuật toán đó, mô tả bằng cái chương trình bằng là không đĩa quy. Nôm na là phương án thứ ba là cái phương án không đĩa quy của phương án hai, không đĩa quy. Cũng rất dễ hiểu, không có gì cả. Mà đối với người mới thì cảm giác nó hơi khó một chút nha. Thì như vậy chúng ta vừa mô tả nó bằng cách thứ nhất là bằng các liệt kê để dễ hiểu. Cách thứ hai là bằng đĩa quy. Cách thứ ba là bằng không đĩa quy. Đấy, mô tả bằng không đĩa quy nhé. Đấy. Thì như sau này. Đây, bằng các lệnh của nó nhé. Mô tả hàm này nó chỉ có là back tracking này thôi, đúng không? Và nó không cần có cái biến để chúng ta có thể có tham số tùy từng bài nhé, nhưng mà đây ta để trạng thái tổng quát là không có tham số. Thì chúng ta thấy là như sau này, tôi đặt như sau này, đầu tiên đặt một k bằng không, đấy. Sau tiếp theo là tính toán sk, được chưa? Tức là có thể thì nói theo k, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm như sau. Bước tiếp theo là như này, là chúng ta sẽ kiểm tra khi nào k bằng nhỏ không thì dừng lại. Như vậy chúng ta làm đây, chúng ta có lệnh y k lớn hơn hoặc bằng không. Đấy, còn làm. Còn nếu k bằng không thì nhỏ không thì ta dừng lại. Rồi tiếp theo là trong k này chúng ta sẽ phải gì? Với mỗi k này chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta sẽ phải lặp lại, kiểm tra lại nếu sk bằng không bằng rỗng thì tôi quay lui. Đây như vậy đây phải là y nữa, y sk mà khác rỗng thì ta mới làm nhé. Rỗng kiểu là kiểu rỗng nhé. Rồi làm như sau này, chúng ta đặt tiếp theo là chúng ta đặt sk bằng min của sk, được chưa? Rồi xong rồi đây chúng ta sẽ khi mà làm này chúng ta sẽ tính toán lại, khi mà có sk rồi chúng ta sẽ tính toán lại sk, có sk rồi thì ta cái sk nó thay đổi, sau đó chúng ta kiểm tra là if x0 x1 sk là nghiệm. Thì thông báo nghiệm. Hoặc là và nếu có thể là nếu còn một nghiệm thì ta dừng chương trình. Đây thêm một lệnh nữa đây cho nó yên tâm. Dừng chương trình nếu yêu cầu tìm một nghiệm thôi. Còn nếu có tìm một nghiệm thì thôi ta bỏ qua. Đó. Được chưa? Khi mà có rồi chúng ta sẽ như vậy, đây chúng ta đưa xk vào giờ chúng ta sẽ tính toán lại. Tính toán SK cộng 1. Đấy. Để cho cái lần đi vòng lặp cái vòng tiếp theo. Sau đó chúng ta sẽ tính K đi tiếp K bằng K cộng 1. Đấy. Được chưa? Thì nếu mà ở đây mà SK bằng rỗng thì ở chỗ này.
chữ này ra đây nhé, ra đây là ra đây này, ở đây này sẽ là đây sẽ là k bằng k trừ 1, đây là quay lui. Đấy. Thì đây chính là cái mô tả to nhìn nhận dễ đây nhận đây, đây chính là cái thuật toán vẫn là back tracking, nhưng mà đây nó là không địa quy 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, và đây là 12. Đang chú ý là cái phần cuối cùng nó có cái đấy nhé, nó có cái k bằng k trừ 1, k bằng k trừ 1 nó tương đương với chỗ này này, đây chỗ này tương đương với này. Đấy. Lui nhé. Như vậy mới lần đầu tiên mà mình nhìn vào đây ta thấy nó hơi khó hiểu một chút thôi, nhưng mà không có gì cả, không tôi thấy không có gì là khó hiểu cả, cũng rất là hay. Như vậy chúng ta là vẫn là một bài toán đó thôi, nhưng mà chúng ta có cái cách thứ ba là không địa quy này, cách thứ hai là địa quy này, cách thứ nhất là mô tả theo gì, mô tả theo theo các bước. Đâu rồi, đây các bước đây nhé, đây là các bước này, đây là bằng địa quy này, và đây là không địa quy đó. Được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số cái bài toán nhé. Bây giờ tôi sẽ làm lại một số cái bài toán mà hôm trước trong lớp học tôi nói rồi đấy, nhưng mà tôi sẽ làm lại một số bài toán, và chúng ta sẽ làm theo cả hai cách luôn, để chúng ta làm hai cách địa quy và không địa quy để xem nó sẽ như thế nào. Để chúng ta chú ý nhé, cái chỗ này là chỗ mà được rồi. Bây giờ tôi sẽ làm bài tập này, bây giờ tôi sẽ làm bài tập nhé, tôi sẽ làm đây, bây giờ tôi sẽ làm bài tập mà cái bài thứ nhất tôi sẽ làm thử làm lại là cho chiếc nhé, cho chiếc. Bài tập này là gì? Bài tập này là sinh tất cả các cái sâu nhị phân, độ dài n cho chiếc. Đấy. Yeah. Tôi nghĩ ra là sinh sâu nhị phân nhé. Vì chúng ta phân tích một chút nhé, chúng ta sẽ gọi là sinh sâu nhị phân thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm cái bài toán là gì, chúng ta sẽ sinh các cái dãy nhị phân thì đúng hơn, từ cho nó dễ hơn, vì chúng ta vẫn phải, chúng ta cố gắng là mô tả các cái hàm của nó, các cái miền giá trị của nó là dãy các cái số mà, dãy các cái số nhé, xk này. Vì cái bài này là chúng ta sẽ, đây tôi biết là sẽ để đấy nhé, chúng ta làm ví dụ này, chúng ta sẽ làm bài ví dụ phân tích một chút nhé. Bài tập 1 này là sinh tất cả nhé, không phải sinh một, sinh tất cả các cái sâu nhị phân độ dài n. Chúng ta sẽ tìm các sâu nhị phân bằng cách là dựa vào cái dãy a, dãy a bằng là a0, a1, a2, ak trừ 1 đúng không nào? Đấy. Và các cái ai này này là chỉ bằng 0 hoặc 1 thôi. Được chưa? Như vậy cái miền của chúng ta là đây chính là x gì đây, đây a đóng tròn chính là x gì đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ mô tả cách thứ nhất nhé. Cách thứ nhất là tôi sẽ mô tả bằng địa quy, thì chúng ta sẽ viết cái hàm đó dưới cái dạng gì? Dưới cái dạng là gì? Dưới cái dạng là binary. Binary a và đây là k. Ban đầu tiên là a gì? A là một cái dãy rỗng, k bằng 0, và chúng ta sẽ bổ sung vào. Thì đối với sâu nhị phân như sau nhé, chúng ta đã có cái a1, a2, ak trừ 1 rồi, bây giờ muốn bổ sung ak vào thì nó không phụ thuộc vào phần trước, cho nên là với cái bài tập này thì ở cái bước này này, ở cái bước cái bài sâu nhị phân thì ở cái bước tính sk này, sk đấy luôn là bằng 0 và 1, nó không phụ thuộc vào cái dãy trước, sk này luôn bằng 0 và 1, cho nên chúng ta có thể tính rất nhanh. Đây là chuyện cái này, cái sk này chính là 0, 1. Cho nên đây chúng ta chỉ việc làm như này, chúng ta đúng áp dụng cái này là rất là nhanh, được chưa? Rồi thì bữa tôi mô tả các bạn nhé, đây mô tả như thế này. Đây. Mình tôi mô tả luôn các bạn sinh sâu nhị phân nhé, thì và chúng ta sẽ cái miền nghiệm
cái miền tìm kiếm là dãy A. Dãy A đúng không? Bằng A0, A1, AK nào đó này. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm cách 1 này. Tôi sẽ làm cả hai cách. Cách thứ nhất ấy là chúng ta sẽ làm cách 1 là cái dùng đệ quy. Đệ quy. Đệ quy. Được chưa? Yeah. Cách 1 là đệ quy, và cách thứ hai là không đệ quy. Yeah. Như sau thì tôi sẽ làm như sau, tôi sẽ đặt trước này, bài này có hai cách xuất phát từ A. Hoặc là ban đầu tôi sẽ có hai cách xử lý A. Vì trong Python ấy, có hai cách thiết lập ban đầu, cho A, hai cách nhé. Cách một là ban đầu tôi đặt A bằng rỗng, bằng dãy rỗng như này, tôi bổ sung bằng lệnh là append. Khi mà dùng cái này, khi tôi bổ sung append, khi tôi quay lui tôi phải dùng lệnh pop, tôi xóa đi. Còn cách hai là tôi làm luôn, cách hai là tôi đặt luôn A ban đầu, đặt A ban đầu bằng là một dãy các phân tử, đặt A bằng 0 nhân với n. Như vậy là cách thứ hai là đặt thẳng A bằng 0 như n, làm dãy n số luôn. Và như vậy mỗi lần tôi bổ sung vào tôi chỉ việc gán thôi. Hai cái này là như nhau nhé. Thì bây giờ tôi có thể làm cả hai cách được, làm một cách được. Thì bây giờ tôi làm cách hai trước nhé. Tôi làm cách này này. Còn cách này các bạn về nhà làm hai cái này làm như hệt như nhau. Chỉ khác một chút khi quay lui thôi. Bây giờ tôi làm cách thứ nhất là làm theo cách này, nhưng mà theo phương án là đệ quy và không đệ quy nhé. Ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện cài đặt theo cách 2, tức là đặt a bằng như này, bằng 0 nhân n ban đầu cho nó dễ. Được chưa? Rồi chúng ta làm mô tả nhé. Cách 1 là cách đệ quy, chúng ta sử dụng đúng theo cái này. Chúng ta chú ý để một tầm cái đệ quy. Như vậy bắt checking nó phải đây chính là A và đây chính là K, được chưa? Ban đầu thì là K bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ bổ sung vào. Nó rất đơn giản. Và khi gặp nghiệm chúng ta sẽ in ra cái nghiệm đó nhé. Đây, chúng ta mô tả này. Tôi đặt là binary nhé. Tự nghiệm là A và đây là K. Được chưa? Thì làm như sau nhé. Bây giờ kiểm tra này, nếu mà nghiệm là nghiệm chính là nghiệm thôi, x bằng K mà là bằng n thì là nghiệm thôi. N là số trước đấy. Thì chúng ta in ra nghiệm, chúng ta dùng lệnh để print A. Đây chính là cái lệnh mày là kiểm tra nếu mà cái A là nghiệm, A nghiệm chỉ khi là cái K này bằng n, tức là K là phần tử tiếp theo đấy, đúng không? Được chưa? Bây giờ else này, else thì chúng ta làm như sau. Else chúng ta sẽ tính SK, SK chỉ là 0 và 1, và cái lệnh là for SK là chỉ là 0 và 1. Như vậy là for xk in sk chính là for y in range 2. Đấy. Và đưa vào và rất đơn giản. Đây, for y in range 2. Đấy, thấy không nào? Nó rất đơn giản. Được chưa? Và cái lệnh tiếp theo tôi đặt chính bằng đặt ak bằng y. AK bằng y và tôi gọi đệ quy chỗ này, gọi là binary AK+1. Đây chính là cái lời giải theo đệ quy này, nó rất đơn giản như này thôi. Đấy, cái chỗ này chính là cái chỗ mà kiểm tra là nghiệm này, nó chính là cái này, này x này là nghiệm này,
tính toán là SK trước đây không cần nữa, vì SK luôn là bằng là bằng luôn luôn là không vào một, vì cái phân tử tiếp theo không phụ thuộc vào phía trước. Còn cái lệnh này chỉ là for i in không real hai thôi, bổ sung vào, bằng cách nào, bằng cái lệnh này, bổ sung bằng cái lệnh này. Được chưa? Bây giờ chạy thử kiểm tra nhé, bây giờ tôi kiểm tra một chút đúng không nhé. Bây giờ tôi đây là test này, test k nhé, đặt n bằng 3 này, xong tôi gọi là binary này, không, chỗ này mình đặt tiếp nhé, đặt tiếp chỗ này là a, ban đầu đặt a bằng cái này không nhân với n đấy, và đây gọi binary đây là a và không. Chạy thử nhé, cho nó có đúng ra là tất cả các số nhị phân có độ dài là 3, nó chính là đây này, nó ra cái này này, nó phải ra là 2 này, 4 này, 8 đúng không, là 23 là 8 đây, ra cái này. Đấy, đúng rồi nhé. Đấy, 0001 này, cứ bổ sung 01 xong là 10 xong là 01 này, xong là 11 đó là chuyển sang 1 vào đây. Lại từ đầu như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng, 2, 1, 8 là đúng nhé. Rồi thì mô tả sang cách 2 này, cách 1 là địa quy nhé, cách 2 là không địa quy. Đây, mô tả cách 2. Cách 2 là không địa quy, phương án không địa quy nhé. Cách 2, chúng ta sẽ mô tả theo đúng cái thuật toán này, theo đúng cái thuật toán này, cách thứ 2 là cách này này, đấy. Mô tả không định quy theo đúng cái này này. Đấy. Ở đây chúng ta là cái chỗ này là không cần này, đấy, đúng không nào? Chỗ này là chỗ chúng ta sẽ làm như sau. Thế biệt cách 2 là như sau, biệt cách 2 là chúng ta làm như sau. Cách 2 chúng ta phức tạp hơn một chút. Cách 2 thì chúng ta không cần tính SK, nhưng mà chúng ta cần một cái biến để mô tả cái mà chúng ta vừa mới thiết lập. Nhá. Thì với cách 2 là như sau. Cách 2 thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Đây tôi muốn viết vào đây nhé. Cách 2 thì nó phức tạp hơn một chút nhé. Đâu rồi? Cách 1 thì dễ rồi. Biến tôi mô tả cách 2 và chúng ta chú ý nhé. Cách 2 là không địa quy. Đấy, hơi phức tạp hơn một chút. Cách 2 thì ban đầu vẫn đặt là gì? Ban đầu vẫn đặt là a là bằng 0 nhân với n. Nhưng mà để mà tính SK, vì ở đây nó có cái phần hơi phức tạp hơn một chút. Chúng ta phải tạo một cái biến SK, tạo một cái dãy. S nhỏ này, S nhỏ k. Đấy. Thì ban đầu cái SK này này nó là bằng không hết nhé. Tạo dãy SK bằng 0 với mọi k. Hay là cái S này chính là S nhỏ nhé. S nhỏ bằng chính là bằng vẫn là thiết bằng 0 nhân với n thôi. Thì cái SK như SK này, SK là cái vị trí, là cái số chứ, là cái số cần là cái số cần gì? Là cái số cần thiết lập để gán cho AK. Đấy. Đây này, tôi mô tả các bạn nhé, đây này. Vì sao cần SK là như này nhé. Cái A của chúng ta này, bắt đầu nó là như này nhé, A này. Nó là A0 này, A1 này, A2. Đây mình đây chuyện miền nghiệm nhé. Đây là N. N-1. Thì với một cái AK như vậy nhé. Thì đây tôi đặt cái biến SC ban đầu nó là 0 hết nhé, là 0 hết nhé. Thì ban đầu tôi đặt cái biến AK này là 0 này. Đấy. Khi AK là 0 rồi thì sau đó tôi phải tăng này lên 1, để khi tôi quay lại lần sau tôi sẽ đặt lên là 1. Lần đầu thì là 0, lần sau tăng là 1. Vì nếu không thì nó sẽ lặp lại, nó là giống như cũ. Khi mà tôi đi phía trước tôi quay lại, khi quay lại thì tôi phải đặt lại cái tăng cái biến này lên là một đơn vị. Cho nên cái SK này là gì? Nhưng SK là cái biến cần phải thiết lập để gán cho AK. Mà khi được gán AK rồi, SK phải tăng lên là một đơn vị. Nhưng SK là chỉ là, nhưng mà SK chính là gì? Chính là cái giá trị nhỏ nhất, có thể của AK.
SK này nó gần giống, nó gần giống với cái em đóng vai trò là nó không vào cái SK này, nó không hẳn là cái SK ở đây, nhưng mà nó chính là cái min của SK, tính là min luôn, chính là cái min này, này. Cái SK dưới này của chúng ta nhé, đóng vai trò là cái min của SK ở đây. Đấy, thì ở đây vẫn có thêm lệnh nữa là Y SK khác giống, tức là khi mà min này nó còn nhỏ hơn bằng 1 thì ta còn làm lớn 1 thì thôi, thì ta không dùng nữa. Nhưng mà lệnh Y này là vẫn như cũ nhé, lệnh Y này là Y khi mà chỉ khi là SK nhỏ, SK này để nó phải nhỏ hơn, thì nó phải nhỏ hơn 1, nhỏ hơn nó bằng 1, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm quay lại lệnh này để nhé, làm quay lại cái lệnh này thành như sau này, là chúng ta copy lại hoàn toàn giống với cái này nhá, chúng ta chú ý giống hệt với cái này, nhưng ta chú ý một chút thôi cách chúng ta làm. Đây là đúng như này nhé, tính toán này là không cần nữa này, cái này giữ nguyên này, còn cái chỗ này chính là đây phải thêm một cái lệnh nữa, đây là đặt ban đầu cho A cho S nhỏ, còn đây là Y S K không, tức là Y S nhỏ K nhỏ hơn hoặc bằng 1. Còn lệnh này y hệt như vậy, không khác gì cả. Được chưa? Rồi chúng ta làm này. Cách thứ hai là chúng ta làm như sau, chúng ta đặt một cái hàm là đặt tên là gen binary, là gen binary. Và cái hàm này nó chỉ đặt đầu vào chỉ là n thôi. Hàm này sẽ sinh ra và in ra tất cả các số nhị phân đầu dài n. Được chưa? Rồi chúng ta làm như sau, chúng ta đặt ở đây là a, đầu tiên chúng ta đặt hai cái tham số là a là 0. Tham số thứ hai là s nhỏ bằng cũng bằng 0. Mẹ s nhỏ chính là cái sk nhỏ, s nhỏ k chính là cái min của sk ở trong cái của chúng ta. Được chưa? Rồi chúng ta đặt k bằng 0. Ban đầu k bằng 0. Bắt đầu này chúng ta y, đầu tiên là y k lớn hơn hoặc bằng 0. Đây là cái vòng lặp đầu tiên nhé, bằng 0. Vòng lặp thứ hai là y, đấy, y lần nữa nhé, y s k s nhỏ k nhỏ hơn hoặc bằng 1. Nếu mà s k lớn 1 thì ta thì coi như là ta không, ta phải quay lui thôi nhé. Rồi đặt như sau này, tôi đặt a k này, gán này a k bằng s k, chú ý nhé. Rồi sau đó phải tính toán lại cái sk, chúng ta nhớ lại trong cái phần hoạt động chính, khi mà đặt cái rồi chúng ta phải tính toán lại sk. Thì ở đây là gì, tôi toán lại này, là đây là gì, đây nó là cái này, đây nó sẽ là cái đây, thế lại chính là sk bằng sk cộng 1. Khi mà gắn rồi ta phải nâng cái đó lên, đúng không? Và cho ta sẽ kiểm tra if mà k mà bằng n 1 thì ta in thôi, chúng ta print a ra, coi như print cái a ra, vừa làm xong một cái phương án, đúng không? Đấy, kiểm tra cái này nhé. Đấy. Còn ở đây là else, nếu mà k nhỏ hơn 1 thì ta tăng k lên một đơn vị thôi. Đấy. Tăng k lên. Khi chúng ta tăng lên ấy thì chúng ta nên đặt lại cho khi sang cột mới, sang cái cột mới tinh ấy, thì cái SK nó có thể thoải mái, ta đặt lại SK bằng 0 từ đầu, đúng rồi. Còn chỗ này khi chúng ta đã, khi ở chỗ này khi mà ở đây này, đây là quay lui này, đấy, khi mà SK mà lớn 1 thì ta quay lui, ta đặt K bằng K trên 1, đây chính là quay lui nhé. Còn chỗ này là để đi tiếp này, đấy, chỗ này là đi tiếp. Thì đây chính là kia, đây chính là kia, chúng ta xem lại cái này nhé. Đây, cái hai con equine là cái này, bạn thêm này. Như vậy là chúng ta ở trên chúng ta chỉ khác, chúng ta chỉ copy lại cái phần mà tôi vừa làm ở trên cái phương án 2, phương án là không không để quy đấy. Ứng với đây là phương án là đây, cái bắt check in này là không để quy đây. Y hệt như vậy, k bằng k cộng 1, k bằng k trừ 1. Chúng ta chú ý đây, khi mà chúng ta nâng cái k lên 1, chúng ta sẽ phải tính toán lại ở cái bước sau, đặt k sk bằng 0. Khi sang cái cột mới thì nó bắt đầu là từ 0. Còn lùi lại thì chúng ta lùi lại thì không phải. Đấy. Chưa nào? Bây giờ tôi chạy thử lại nhé. Đây là vào phần 1, phần 2 tôi in thử nha. Phần 2 là gen binary n.
Ở trên này tôi xóa cái này đi. Đấy, thử xem văn 2 như nào thì đúng không nhé. Vn bằng 3 thì nó phải ra là gì? Nó phải ra là 0 này. Đấy, y hệt như vậy, nó phải ra là 8 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng rồi đấy. Nhưng mà đây là bài thứ nhất là bài tính sâu nhị phân nhé. Tính sâu nhị phân. Bây giờ sang bài số 2. Tôi sang bài số 2 là cái bài là gì, là sinh các cái tập hợp con. Bài tập 2 có bài cũng rất là hay. Nhưng mà bài bây giờ sang cái ví dụ 2 nhé. Nhưng ví dụ 1 tôi làm là ví dụ 1 là làm cả hai phương án rồi đúng không ạ? Sinh ra các số nhị phân. Cái bài rất đơn giản cũng rất là hay, là ví dụ rất điển hình cho cái mô hình là backtracking. Tôi sang cái bài số 2 cũng là một bài rất điển hình. Bài số 2, ví dụ 2 nhé, ví dụ 2 là cho trước cái tập SC. SC bất kỳ. Bây giờ cần sinh tất cả các cái tập con, tất tập con của S. Chúng ta chú ý là tập con rỗng cũng là tập con rỗng cũng là tập con nhé. Đấy, chúng ta biết là trong lý thuyết tập hợp ấy, thì giả sử S có n phần tử, S thì là có n phần tử nhé, thì cái số lượng tập con của S thì là bao nhiêu? Đó là 20n nhé. Chúng ta chú ý cái này. Giảm cái cung dụng cái ngầu cho liên. Tức là cái số lượng các tập con của S chỉ là bằng là sẽ là bằng gì? Nó sẽ bằng 20n. Còn bài trên nhé, bài trên là bài là số lượng các cái sâu nhị phân độ dài n cũng là 20n. Bài trên này là cái đáp án của nó là số lượng các cái sâu nhị phân độ dài n chỉ là bằng 20n nhé. Mình trùng nhau ở đây, đây là 20n, đây cái đấy cũng là 20n nhé. Rồi mình chúng ta giải nhé. Thế bây giờ giải cho thuận tiện ấy, chúng ta sẽ đặt cho đơn giản, chúng ta sẽ đặt cái S thì là bằng dãy các là 0, 1, 2 cho đến n trừ 1 thôi. Cũng có thể làm tổng quát được thoải mái nhé. Đặt như vậy. Thì khi đó ấy, khi đặt như này rồi ấy, thì chúng ta sẽ tìm nghiệm trong miền nào cái miền nghiệm của nó nhé. Cái miền nghiệm của nó là cái gì? Là tập hợp các cái dãy A. Dãy A là gồm các cái phần tử là I1, I2, I0, I0, I1, I2, IK. Sao cho thỏa mãn là 0 nhỏ hơn hoặc bằng I0, nhỏ hơn I1, nhỏ hơn I2, nhỏ hơn và nhỏ hơn IK và nhỏ hơn hoặc bằng n-1. Số K là bất kỳ. Nhưng có thể bằng 0, tức là A là bằng rỗng. Thì đây là tập hợp. Vì sao phải đặt sao phải lớn hơn? Vì cho nó không, vì là nó là tập con nó không thể trùng nhau được. Thì mỗi một tập A này là ứng với một tập con của S gì? Được không nào? Lấy ví dụ như là S gì, giả sử S gì bằng 2 phần tử thôi, là 0 và 1 nhé. Thì khi đó cái tập con của nó cũng có này, là rỗng này, 0 này, 1 này và 0 1. Đấy, thấy không nào? Thì nó có 1 2 3, nó có 4 tức là 2 mũ 2 đấy. Đấy, đúng không? Như vậy là nó bằng dãy các cái chỉ số thôi của 0 1, của chỉ phân tử 0 1, hay là các chỉ số chỉ 0 1 thôi. Thì không có phân tử nào thì là rỗng này, một phân tử là 0 hoặc là 1, hai phân tử là 0 hoặc 1, chỉ có hai cái. Thì số trước là phải nhỏ hơn số sau, chứ nếu ta đưa vào đây là 1 0 thì nó trùng nhau mất. Cái tập con này này là nó trùng với cái trùng cái này là không được, chúng ta phải bỏ cái này đi. Như vậy bắt buộc phải là 0 trước và 1 sau. Được chưa? Cái tổng quát của nó là như này, tổng quát là nó phải dạng như này. Đấy. Được chưa?
Rồi thế thì như sau, thì cái làm mà chúng ta tìm mình nghiệm bằng cái này, chúng ta đối với chúng ta bổ sung a vào phần tử ở đây và chúng ta bổ sung tiếp tục vào thôi, đối với a bằng rỗng này chúng ta cứ bổ sung vào. Đấy, vì thì nguyên tắc như sau, giả sử nhé, bây giờ giả sử người ta nhận xét một chút này, nhận xét nhé, nhận xét là như này, nhận xét là cách chúng ta bổ sung như sau này, là giả sử a bằng dãy này là y0 này, y1 này và yk trừ 1. Tất nhiên là y0 là nhỏ hơn y1 rồi, nhỏ hơn yk trừ 1 rồi, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ phải tìm tiếp yk như thế nào. Muốn bổ sung yk vào a thì phải làm như sau, thì phải cái yk nó cần bổ sung, cần phải bổ sung, bài toán là cần bổ sung yk vào a, vào cuối của a. Bổ sung như thế nào? Thì điều kiện, thì cái điều kiện của nó là gì? Điều kiện của nó là cái yk này này là phải lớn hơn yk trừ 1. Đấy. Được chưa? Là phải yk trừ 1 trở đi. Nhưng mà yk nó phải chạy từ yk này nó phải gì? Yk này nó phải chạy từ đâu? Như vậy là suy ra là như sau. Điều kiện của nó là gì? Là cái yk này, cái yk là phải chạy từ yk trừ 1 cộng 1 trở đi cho đến n trừ 1. Đấy. Vậy suy ra ở đây cái yk cần phải tìm, cần bổ sung vào a, thì chúng ta khi mà cần tính sk đấy, tính sk đây này, chúng ta nhớ lại nhé, cho tính cái sk đây này, tính cái sk hay chỗ này này, tính cái sk để có cái lệnh for sk in sk. Thì sk là cái gì? Sk này chính là cái miền, đối với bài toán này của chúng ta thì sk này chính là cái miền từ, chính là cái miền từ xk trừ yk trừ 1 cộng 1 trở lên. Đấy, như vậy chúng ta ở đây chúng ta suy ra là cái lệnh mà đưa bổ sung vào xk nó sẽ như thế, nó sẽ là for yk in range từ yk trừ 1 cộng 1 đến n trừ 1. Đấy, chính là cái lệnh này. Được chưa? Thì yk, cái yk trừ 1 là cái gì? Là cái phần tử cuối cùng của a. Tôi hiệu cái này là phần tử cuối cùng, tôi hiệu là last a. Cần cái hàm là hàm last a để chỉ ra cái chỉ số, cái phần tử cuối của a. Nếu a bằng rỗng thì đặt yk trừ 1, phần tử này, cái yk cái last này ta đặt bằng gì? Tôi đặt bằng 0. Còn không, tôi đặt bằng phần tử cuối cùng của a cộng 1. Như vậy cần cái hàm này nhé. Vậy suy ra chỗ này tôi ví lại là cái lệnh mà lập là for yk in range của last a cộng 1 là n. Đây là cái chỗ mà ta cần bổ sung yk vào. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái hàm này nhé. Mô tả cái bài toán này bằng hai cách. Cách một là đệ quy, cách hai là không đệ quy. Để dùng cái này chính là mô tả bằng đệ quy. Thì bây giờ tôi làm như sau, làm tôi sang bài số 2, là bài là sinh cho trước nha, cho trước tập S gì, tôi kiệu luôn cho dễ. Nó chính là gì? Nó chính là 0 0 1 2 n trừ 1 cho dễ. Còn tôi phải tổng quát sang phần tập hợp bất kỳ nhé. Bây giờ tôi làm đơn giản như vậy. Bây giờ cần gì? Bài toán là cần sinh tất cả các cái tập con, các tập con của S. Cái miền tìm nghiệm là để chúng ta mô tả bằng quay lui. Miền tìm nghiệm là như sau. Miền tìm nghiệm là như thế này. Chúng ta sẽ tìm dưới dạng là như sau. Là A, đây, A bằng Y0, Y1, YK trừ 1. Đấy, này nhé. Ở đây là gì? Ở đây thỏa mãn là gì? Là 0 nhỏ hơn nó bằng là y0 nhỏ hơn y1 nhỏ hơn vân nhỏ hơn yk trừ 1 và nhỏ hơn nó bằng n trừ 1. Đấy. Đây là cái miền xác định của nó. Được chưa? Để tôi làm như vậy thôi.
Và đây như vậy, ở đây bắt buộc mà ban đầu đầu tiên của chúng ta a đầu tiên nó phải đặt nó là rộng, a nó dễ rộng, và chúng ta cứ bổ sung vào thì chúng ta sẽ được chưa. Bây giờ tôi mô tả nhé, đơn giản thôi. Bây giờ tôi cần dùng cái hàm mà cái hàm là tính toán phần tử cuối cùng của a. Tôi đặt trước cái hàm đó, hàm hàm là hàm hàm này là cái hàm phụ nhé, quan trọng. Hàm tôi đặt tên là last last a, đây là cái hàm để mà tính cái phần tử cuối cùng của a. Nếu mà a khác rỗng, còn nếu a bằng rỗng thì nó sẽ bằng đặt đặt bằng không nhé, đặt tới bằng đặt tới bằng bằng không, được chưa? Đấy. Không, nếu a mà ân hồng, xin lỗi, nếu a phần tử cuối cùng, nếu mà a bằng rỗng thì đặt tới bằng trừ một, để sao cho ta cộng một lên là vừa. Còn nếu a mà khác rỗng thì đặt chính phần tử cuối cùng nhé. Đây sẽ làm như sau này, hàm này là hàm là tính này, tính phần tử cuối cùng của a. Nếu a rỗng thì trở về trừ một. Hàm này dùng rất nhiều trong khi chúng ta cần tính toán nhé. Vì đây là cái a như này thì cái phần tử sau nó phải lớn hơn phần tử trước, cho nên cái phần khi tính đến khi có xk, ik chỉ bao giờ cần tìm ik, ik sẽ bằng ik cộng một trở lên, ik sẽ bằng là ik trừ một cộng một trở lên, thì chính là ik phải xuất phát từ cái phần tử là last a cộng một trở lên nhé. Đó là như sau, đây là if này, if len a này bằng không thì chúng ta sẽ return trừ một, còn else sẽ return cái phần tử cuối cùng của a, chỉ là trừ một cái chỉ số âm nhé, cho nó nhanh nhé. Có người thay cái này bằng 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 chữ này bằng lena trừ một cũng được. Đấy, thì đây nếu lena lớn không thì nó chính là bằng là return a trừ một. A trừ một chính là phần tử cuối cùng của a đấy. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả sang phần đầu tiên là chúng ta sẽ sinh cái gọi là cái sắp xếp nhé, cái kiểu sắp xếp. Thì đây là cách một để quy nhé. Đây để sinh sắp xếp nhé, là sinh ra tất cả các cái hàm các cái ở đây là k nhé. Ban đầu là a sẽ là gì, a là rỗng, được chưa? Và tôi sẽ bổ sung này. Đây. Thì cái này làm với mọi k, với mọi phương án thì luôn a nó là tập tập con của s rồi, cho nên cái lệnh không cần cái lệnh kiểm tra luôn là luôn là tập con, chúng tôi luôn in nó ra trước nhé. Với cái phương án này nhé, với tập con thì chúng ta không cần cái lệnh là kiểm tra này nữa này, không cần cái lệnh kiểm tra là nó là tập con hay không vì nó luôn tập con rồi. Nghiệm này, if này, lệnh này là này bỏ qua, luôn luôn in ra nhé. Vì với mọi phương án thì cái này nó luôn luôn là như là tập con, chuyển luôn in ra. Đấy, cho nên dễ nhất đây. Cho luôn print a luôn, dễ, luôn luôn lấy ra. Đó. Với mọi ca thì nó là nghiệm rồi. Bây giờ làm như sau này, bây giờ chúng ta kiểm tra là if nếu n if k mà nhỏ n chúng ta sẽ làm không thì thôi, nhỏ n. Đấy, thì chúng ta còn làm tiếp tục này. Chúng ta điền 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 cái phần thử ak là như sau. Chúng ta for i để tính sk này, for i in range của cái gì? Của cái last a. Đấy, chính nhé, last a cộng 1 n. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây chính là cái miền cái vùng là SK, là cái này đây là chính là last a cộng 1 n. Đấy, tôi nói đúng không? Đấy, tôi chỉ mình ở đây rồi, nó là chính là cái này. Cái miền mà ta cần phải tính toán ấy, nó chính là cái này. Ví dụ 2 đây nhé. Đây. Đây chính là cái miền này này. Đây chính là SK đấy, cái vùng cái range này chính là cái miền SK ở đây. Thì với mẫu như vậy chúng ta sẽ bổ sung vào a, chúng ta dùng lại là a chấm pen
Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ gọi để quy subset, subset gọi A và đây là K cộng 1. Và khi thoát ra thì bắt buộc chúng ta phải phải xóa dấu vết đi, chúng ta dùng lại là A pop. Vì bắt đầu A là đặt là A là rỗng mà. Còn nếu chúng ta đặt bắt đầu A không phải rỗng, A bắt đầu chúng ta A là bằng dãy n phần tử thì nó khác. Còn đây là A là đặt bắt đầu là rỗng thì nó thật là như vậy nhé. Ở đây có hai phương án này. Ban đầu đặt tiếp vào ban đầu. Đặt A bằng rộng. Cho nó đúng. Đúng nghiệm luôn. Đấy. Được chưa? Đấy, bây giờ tôi làm thử luôn phương án nhé, tôi chạy thử phương án này. Test case nhé. Nó cho n bằng 3 này, n bằng 3 này. Được chưa? Và tôi đặt là và tôi gọi luôn cái hàm này nhé, tôi gọi luôn cái hàm subset này, subset ban đầu tôi đặt A bằng rỗng và cái này là không. Đấy, gọi luôn cái hàm này chứ thử xem nó có đúng không nhá, xem nó có in ra đúng tất cả các phương án là tập quan của ba không nhé, nó vẫn là 8 phân tử đấy, tất cả các em phân tử rỗng này. Bây giờ tôi chưa ghi ra, ghi ra là sinh sinh các tập hợp con. Đấy, thử xem nhé. Đây này, rỗng này, không này, không một này, không một hai này, không hai này, một này, một hai ba và hai, một hai ba bốn năm sáu bảy tám, đúng rồi đấy, chính xác. Được chưa? Mà đây chính là cái phương án mà đệ quy rất đơn giản. Chúng ta luôn in ra bởi vì ở đây với mọi trường hợp thì A luôn là tập con, thì in ra luôn không cần thiết kiểm tra nữa. Và đây kiểm tra nếu mà K nhỏ hơn N thì ta chạy đây for đây. Đấy. Tính tính SK, SK là chỗ này đây và kiểm tra nhé. Và đây là cách 1 là đệ quy, tôi biết làm sao cách 2 nhé. Cách 2 không đệ quy. Không được quy thì làm như thế nào nhé? Thì chúng ta làm như sau. Đây thì chúng ta làm như sau nhé. Thì cũng như bài trước, chúng ta sẽ phải làm như sau. Cách 2 nó hơi phức tạp hơn một chút. Chúng ta sẽ phải cách 2 của bài toán này. Cách 2 nhé. Là cái lời giải không để quy. Thì ngoài cái A ra, cái A ban đầu tôi đặt bằng bằng rỗng rồi. Và tôi phải làm cái biến, tôi làm cái dãy SC này. SC là đặt bằng 0N, 0N. Thì như sau này. Thì ở đây SK nghĩ như sau này. Cái SK ở đây là gì? SK là cái phần tử, là cái phần tử có thể gán, có thể gán cho AK. Như vậy là cái SK là phần tử chính là bằng là phải tính, nó chính là bằng là last A. Chính cái SK này nó chính là bằng là last của A cộng 1. Mà tôi tính trước đây, nhưng mà tôi đặt một cái SK vào cho nó dễ lập trình thôi. SK đóng vai trò nó, nhưng mà cái SK đây nó chính là gì? Cái SK này nó chính là bằng min của cái SK trong cái thuật toán, trong cái mô hình mà thuật toán quay lui không để quy. Tôi đi vào đây để cho tính này, cho tôi lập trình cho nó dễ, được chưa? Còn tất cả thì giống hệt nhau, không có gì khác cả, giống hệt như là cái đây là thời gian vẫn là đây. Chúng ta quay lại cái thuật toán không để quy nhé. Đây cái SK này chính là bằng luôn là chính là cái S nhỏ K này, nó chính là phần tử last A cộng 1. Và đây là Y, trừ nào một cái SK này mà nhỏ hơn N thì ta còn làm lớn hơn N thì ta quay lui. Cái này nó chính là SK nhỏ thì nó lại là bằng last A cộng 1. Còn cái này luôn là nghiệm, luôn in ra tính toán cái này và quay lui hết như vậy. Được chưa? Rồi bây giờ làm nhé. Cách 2 là cách không đệ quy.
chúng ta làm cái hàm là hàm F, chúng ta dùng lại là gen nhé, gen subset ký hiệu là n, cái hàm luôn mà sinh luôn ra tất cả nhé. Giờ tôi làm như sau này. Rồi đầu tiên tôi đặt là cái a là bao số phát, a là rỗng này. Đấy. Xong tôi đặt s nhỏ, s nhỏ ban đầu là 0 nhân với n để ban đầu nhé. Cái sk chỉ là cái phân tử đầu tiên có thể gán tiếp theo vào cái vào cái dãy a, hay là cái sk đó, cái s nhỏ k đó chính bằng là last a cộng 1. Tôi vẫn, nhưng mà cái hàm này vẫn phải dùng cái hàm này, hàm last a vẫn dùng nhé, hàm này vẫn dùng này. Rồi bây giờ làm như sau, tôi đặt k bằng 0, cái chỉ số đầu tiên chúng ta cần tính này. Rồi bắt đầu này, chúng ta làm đầu tiên là a bằng rỗng, chúng ta in luôn ra đã nhé. Chúng ta dùng lại print a, đầu tiên này chúng ta dùng lại print a ra trước này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ làm tiếp theo này, y chúng ta nhớ là có hai vòng lặp lồng nhau, như y k lớn hơn hoặc bằng 0 như lần trước này. Đó. Được chưa? Xong tiếp theo nữa này, tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ đặt là a y là y y quay lại một chút, tôi kiểm tra những y này, y sk chúng ta làm sk mà nhỏ hơn n chúng ta còn làm nhé. Đây là được một chút nhé. Rồi sau như sau này chúng ta sẽ làm ở đây này, chúng ta sẽ bổ sung luôn a pen này, pen sk. Sau đó chúng ta print luôn a, bổ sung vào là print luôn a ra ngoài nhé. Đấy. Nó luôn là nghiệm rồi. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Bây giờ là if này, if mà sk, if sk mà nhỏ hơn n trừ 1 thì chúng ta sẽ đi tiếp. Đấy. Không. Hỏi tiếp bài là ta nếu như này nhé, nếu như này thì chúng ta sẽ đi tiếp này. Thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ đặt lại là gì, k bằng đúng không? Nếu chúng ta thì sk mà lớn hơn hoặc bằng n trừ 1 chúng ta sẽ phải quay lui. Đấy. Nếu mà nhỏ hơn n trừ 1 thì ta đi tiếp này. Sau chúng ta tính lại là sk mới này. Với sk mới này chúng ta sẽ bằng là last a cộng 1. Được chưa? Còn nếu mà đây là ngược lại này, nếu mà ngược lại nhé, else, nếu mà ngược lại, nếu sk mà lớn hơn thì chúng ta sẽ phải quay lui. Khi mà sk mà n bằng n, đây đợi tôi một chút nhé, chỗ này là các bạn đợi tôi một chút chỗ này, thì chúng ta sẽ phải quay lui ở chỗ này. Chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ đây là trường hợp là sk bằng n trừ 1, n trừ 1 thì cũng không phải đi tiếp được nữa. Đấy, đã thế cơ. Thì ở đây đây như vậy chúng ta, đây tôi phải thêm một chút nữa ở đây nhé. Ở đây thực ra khi mà sk bằng n trừ 1 chúng ta không thể đi tiếp sang bên phải nữa, vì lúc bây giờ là cái last của a cộng 1 nó sẽ bằng n, không đi tiếp nữa. Thưa, ở đây vẫn là quay lui. Cho nên ở đây và thêm một cái lệnh nữa ở đây nhé. Chỗ này là quay lui rồi này. Quay lui như sau, chúng ta sẽ phải a, chúng ta sẽ phải pop ở chỗ này một lần nữa nhé. Bây giờ ở đây thêm một lệnh nữa đây, chúng ta hình dung ở đây một chút này. Bây giờ thêm một chút nhé. Ở đây tôi phải thêm một lệnh nữa đây nó mới đúng này, không thì bị sai đấy nhé. Chỗ này để thêm một chút. Như vậy ở đây chúng ta quay lại đây thì sẽ bị sai ngay lập tức này. Đấy. Chưa, ở đây là phải dừng. Đây là phải dừng rồi. Thì dừng ở đây chúng ta có thể dùng cái lệnh, hoặc là break, hoặc là đưa thêm một cái biến nữa vào. Đây tôi bảo thầy nhé, đây tôi làm mẹ một chút để các bạn xem nhé. Ở đây tôi làm thêm một cái biến nữa là biến flag. Biến flag. Bằng true. Và ở đây chúng ta sẽ làm thêm một lệnh nữa ở đây. And
Flap. Đấy. Rồi, thì ở đây này, chúng ta sẽ đặt cái flap đó bằng fonts. Bạn đặt apop là quay lui, cái này cũng là quay lui nhé, nhưng mà là cái quay lui khi mà cái này mà bằng n cũng là quay lui, mà là flap bằng font cũng là quay lui. Đấy, mình chúng ta quay ở đây nhé. Chúng ta quay lại đây thì chúng ta sẽ đặt ở đây được cái gì? Ở đây này. Ở đây là quay lui lần nữa này, đặt k bằng k trừ 1 này. Bằng k trừ 1. Và ở đây khi đó chúng ta sẽ làm tiếp tục này. Ở đây nhé, nếu mà k trừ 1, nếu mà k mà lớn hơn mà len a mà lớn không đấy, if len a vẫn lớn hơn không thì chúng ta sẽ quay lại không. Còn nếu len a bằng không thì chúng ta dừng lại, dừng cả chương trình. Được chưa? Nếu cái này bằng không thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ đặt là a là pop. Pop một lần nữa, sau đó đặt là sk bằng sk cộng 1. Và đặt flag. Được chưa? Đấy, thì tôi thử nhé, xem ván này hơi hơi phức tạp một chút để tôi để các bạn kiểm tra xem có đúng không nào. Tôi kiểm tra thử nhé, chạy thử cái này nhé. Đây là phương án 1 này, tôi làm phương án 2. Phương án 2 tôi chạy thử. Phương án 2 nhé. Phương án 2 tôi chạy thử là gen subset n. Ở đây nó hơi lằng nhằng một chút ở chỗ cái chỗ lệnh, cái chỗ flag này một chút nhé, để tôi kiểm tra lại một chút nữa ở đây. Xem ra nó đúng không nhé. Mà đúng như này là thì là đúng nhé. Chữ gặp n bằng 2 trước này. Được 4 phân tử thôi, rỗng này, 0 này, 0 1 và 1 đúng này. Với đây là đây bằng 3 này. Nó sẽ là 8, nó là 8 phân tử. Đấy, đây là đúng nhé. À, một cái này là sai. À, bằng 3. 0 1 0 1. Bị sai này, đúng không? Tôi kiểm tra một chút nhé, xem sai chỗ nào nhé. Mình tôi làm hơi hơi tôi cảm thấy nó không được chính xác lắm. Bây giờ một chút nhé, nó kiểm tra chỗ này một chút thôi. Xem sao nó ra cái này. Đây đây. Cái flag khi nào flag là thêm một cái biến nữa để mô tả khi nào nó quay lui. Tức là khi này khi mà cái SK nó bằng N trừ 1. Tức là từ cán SK bằng cán 1 thì nó sẽ không, lúc bây giờ là không đi tiếp được nữa. Thì lúc giờ nó phải quay lui. Đấy, quay lui thì là à, chỗ đây, chỗ này là nhầm, chỗ này là SK, chỗ nhầm chỗ này, chỗ này là SK cộng 1, nhầm chỗ này, đấy. Chỗ này là phải như này mới đúng đây, chạy lại nhé, sẽ đúng nhé, đấy, đúng rồi đấy, tôi phải nhầm một chút nhé, đấy. Chỗ này là gì, khi mà quay lui thì đặt lại cái SK bằng SK cộng 1, đặt cái này mới đúng này, thì là cái SK nó bắt đầu từ last A cộng 1, sau đó tôi phải cộng 1 vào đây, đấy, thì nó mới đúng nhé. Được chưa?
Như vậy chỗ này là gì? Như vậy nó quay lui khi nào? Nó quay lui khi mà cái đúng quay lui khi mà cái SK này bằng K trừ 1 thì nó quay lui. Đấy, nhưng mà đây là các cách thứ hai, nhưng cách thứ hai tôi cảm thấy hơi lăn tăn một chút là nó cái này vì tôi làm từ trước rồi, bây giờ tôi kiểm tra lại xem có thể bỏ đi một cái gì không, nó hơi phức tạp một chút đúng không? Các bạn có thêm cái lệnh này là thêm cái flag 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 này vào là nó hơi bị dở này. Nhưng mà buộc phải có đấy, cái này cộng là vào đây, đã được vào đây, quay vào đây nhé. Vẫn dùng cái này nhé, vẫn có cái này. Bây giờ tôi kiểm tra một lần nữa xem có, bây giờ tôi kiểm tra thêm tôi làm như này thì các bạn tôi có thể dùng cái này, dùng cái là flag, dùng cái này không thôi, khóa lại không được không nhé, xem nó có lỗi không nhé, mà không lỗi thì là đúng. Ra kết quả 6, 7, 8 đúng rồi. Tôi về là kiểm tra bên này bằng 2 này, bên này bằng 2 nhé, 2 đúng này, bên này bằng 1, bên này bằng 1 thì nó có 2 phần tử. Đúng rồi đấy. Nhưng mà có thể thêm phán nữa là như này nhé, các bạn có thể bỏ đi, chỉ cần cần đây là flag là đủ thôi, không cần không cần phần này nữa này. Đấy. Mình, ở đây chúng ta sẽ kiểm tra khi nào cái chỗ cái SK ở phần trên ấy là cái SK này này mà rỗng này, SK này là rỗng, nên ở đây chúng ta sẽ quy về là dùng dùng cái biến là biến flag để mà kiểm tra, thì khi nào mà flag có đúng ấy chúng ta còn còn chạy, còn không đúng thì thôi. Chỗ này có thể bỏ đi được nhé, chỗ này bỏ đi này, chỗ này là thay thế nhé, thay dùng cái biến kiểm tra khi nào cần quay lui. Được chưa? Thì nó hợp lý hơn. Mẹ quay lui khi nào? Quay lui khi mà cái SK này bằng là bằng N trừ 1. Còn không nó sẽ ở đây nó sẽ quay lại mãi ở đây, cho nên nó quay lại mãi, nó tăng cái SK lên và nó sẽ đi tiếp. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ em như vậy chúng ta làm là bài số 2, ví dụ 2 nhé, là ví dụ và liên quan đến gì? Liên quan đến sinh các tập hợp. Bây giờ sang ví dụ thứ 3. Ví dụ 3 là chúng ta làm như sau, ví dụ 3 là chúng ta sẽ cho trước một tập hợp S và sinh tất cả các hoán vị của S gì? Đấy nhá, sinh tất cả các hoán vị của S gì? Thì cái bài tập 3 là như sau. Bài tập 3 là cho trước một cái tập SC. Cho trước cái tập SC và chúng ta sẽ sinh không phải cho trước một cái đợi một chút nhé. Sinh ra tức là cái bài bài 3 là bài như sau. Ví dụ 3 là như sau. Ví dụ 3 là chúng ta cho trước số tự nhiên N và sinh tất cả các hoán vị của cái dãy là 0 1 2 N trừ 1. Được chưa? Thì miền tìm nghiệm như sau, cái miền tìm nghiệm của chúng ta, cái miền mà cần tìm nghiệm, cái miền 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 nghiệm là như này. Cái miền nghiệm của chúng ta nó sẽ là cái miền như sau, là cái miền mà chúng ta sẽ a là bằng dãy các phân tử là a0 a1 ak nhé, bất kỳ. Thì điều kiện là như sau này, cái điều kiện để mà cái điều kiện nghiệm như sau này, cái điều kiện như sau này. Nó có hai điều kiện rất quan trọng. Điều kiện thứ nhất nhé, điều kiện một này. Điều kiện 1 là gì? Là điều kiện 1 là tất cả các phân tử phải khác nhau từ 1 nhé. Tức là với AK là phải khác biệt. Khác với tất cả A0 A1 và AK trừ 1.
AK chia 1 đấy. Với mọi ca. Và tất nhiên là các cái ID này là phải chạy từ 0 đến chuyển 1 rồi. Điều kiện số 2 gì? Điều kiện số 2 là gì? Điều kiện số 2 là K bằng N chừng 1 thì ta dừng lại. Đấy. Được chưa? Đấy. Nhưng mà chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ làm bằng hai cách. Như vậy là chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt ban đầu, đặt A bằng dãy không nhân với N, được chưa? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là tìm cái thôi, chúng ta chỉ cần cho cần một cái hàm để chúng ta làm như sau. Đây, cho trước A cho cần là như này, chúng ta cần làm như sau nhé. Chúng ta cần một cái hàm mà để mà bổ sung phần tử AK vào A thì như thế nào, thì AK phải khác tất cả các phần tử ở phía trước. Nhưng mà chúng ta cần làm như sau, chúng ta cần phải có một cái hàm để mà cho ta kiểm tra. Đây, cái hàm này nhé, cái hàm này ký hiệu là như thế này. Cái hàm này dùng cho cả hai phương án nhé. Thì cái hàm này là hàm sẽ có thể bổ sung mà từ kiểu như là can add nhé, bổ sung vào A, bổ sung phần tử C vào vị trí K. Để hàm này, hàm xem kiểm tra xem có thể bổ sung C vào vị trí K được hay không nhé. Thì cái điều kiện gì? Điều kiện là cái C phải khác tất cả các phần tử từ A0 đến AK. Đấy, trên AK trừ 1. Kiểm tra nhé. Bây giờ tôi sẽ làm được cái hàm này. Hàm này dùng rất nhiều ở trong cái chương trình của chúng ta. Vì cái AK là phải khác tất cả các cái phần tử ở trước đó mà. Chứ cái hàm này kiểm tra xem C này, cái phần tử C này chính là AK đấy. Chính là AK có thể bổ sung được vào hay không tại phần tử thứ K của A. Đấy nhé. Đó. Làm như sau này. Chúng ta kiểm tra là nếu mà C mà bằng phần tử nào đó ở phía trước phần tử K thì là ta trả về là false, ngược lại trả về là true nhé. Bây giờ for i in range K, kiểm tra nhé, if i mà bằng C, tức là gọi là C bằng phần tử trước đứng trước K, thì ta lập tức là return false. Còn ngược lại ở đây mình là return. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cách 1 nhé. Cách 1 là để quy thì dễ hơn nhé. Được rồi, tôi đặt một cái hàm permutation là hoán vị nhé. Và có thể bổ sung, tìm cách là bổ sung vào cái phần tử thứ K của A. Đấy, được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ kiểm tra này, if này, nếu mà if mà k bằng n thì ta sẽ in ra if k bằng n thì là tức là print a nhỉ. Xong rồi chúng ta tạo xong được một cái, đúng không, còn bị ngược lại này, else thì chúng ta sẽ kiểm tra xem có thể bổ sung được không nhé. Bây giờ chúng ta for c in range n,
kiểm tra này, if này, if và là can add này, đó. Can add gì là A bổ sung C vào vị trí K, nếu bổ sung được vào thì chúng ta sẽ bổ sung, còn không thì thôi. Bổ sung được vào chúng ta sẽ đặt như sau, chúng ta sẽ đặt là AK bằng K bằng C. Được chưa? Và chúng ta sẽ gọi tiếp, đúng không? Gọi tiếp là mutation A và đây là A cộng 1. Như vậy là chỉ này thôi, đúng không nào? Mình rất đơn giản đúng không ạ? Đây chỉ là cái lệnh, đây là lệnh đây kiểm tra, nếu mà K bằng N thì ta định ra có không, chúng ta lệnh for. Cái này chúng ta sẽ làm mẹ một chút là chúng ta không tính SK ngay mà chúng ta cho C trên toàn bộ cái miền cần tìm kiếm và kiểm tra xem C đó có nằm có được bổ sung được vào không. Có chúng ta bổ sung vào, không thì thôi. Đấy. Vẫn là cái mô hình gọi là đệ quy nhé. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra test case thì đặt n bằng 3 chẳng hạn, n bằng 3. Đáp số nó phải n dây thừa. Đầu tiên tôi đặt a bằng 0. Và tôi đặt gọi cái hàm là permutation a 0. Đấy. Kiểm tra nhé. Đây là cái bài là sinh tất cả các hoán vị. Các cái hoán vị. Đấy chưa? Cách 1 nhé. Kiểm tra xem có đúng không nào. Kiểm tra xem có đúng không nhé. Nó là 6 đúng không đấy. 012, 021, 01, 02, 120, 201, 210, 12, 3, 4, 5, 6. Nó là 3 giai thừa, nó là 6. Nhưng mà số là đúng nhé. Đó, thì đây là phương án để quy. Bây giờ tôi sẽ làm sang cách 2 là không để quy. Cách 2. Chúng ta luôn nhớ là làm theo cả hai cách cho nó không để quy. Cái này nó sẽ phức tạp hơn. Được chưa? Chúng ta sẽ phải làm thêm như sau này. Như sau nhé. Chúng ta sẽ phải, bây giờ chúng ta sẽ gọi cái hàm. Cái hàm này là cái hàm là nó là gen, tôi kiểu là gen sinh hoán vị, là sinh hoán vị, vì tiếng Việt cho nó dễ, sinh hoán vị. Hoán vị bậc n. Đấy. Cái làm chúng ta vừa nói vẫn hệt như vậy nhé. Rồi bây giờ làm như sau, đưa chúng ta đặt a bằng 0 nhân với n hệt như vậy nhé. S gì nhỏ. S nhỏ là chính là cái vị trí bắt đầu, là cũng như thế, bắt đầu mà có thể gắn vào AK thì đặt S ban đầu bằng, ý nghĩa của S nó giống như lúc nãy nhé, giống bài trên. Như vậy là cái SK là cái phần tử nhỏ nhất có thể gắn vào cho AK, bắt đầu bằng 0. Tiếp theo tôi đặt K bằng 0 và tôi đầu tôi vào tìm kiếm nhé, Y rồi YK mà lớn hơn là bằng 0 thì tôi làm. Lọc bên trong là YSK mà nhỏ hơn N chúng ta cùng làm 0 thì thôi. Đấy. Được chưa? Rồi chúng ta đặt AK bằng SK. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ phải tính cái phần tử tiếp theo của SK. Đấy thì phần tử tiếp theo của SK là như thế nào, là phức tạp hơn, chúng ta sẽ phải tính cái phần tử tiếp theo sau SK có thể bổ sung vào cái phần AK, thì tôi đặt nó gọi là cái hàm sau đây này. Ở đây tôi phải tính cái SK, tính phần tử tiếp theo. Đấy. Là cái gì ở đây thì ở đây tôi sẽ viết một cái hàm nhé. Đây là cái phần tử tiếp theo. Cái phần tử tiếp theo nó phải là lớn SK. Và nó nằm tại vị trí K. Thì tôi đặt cái hàm này là, tôi đặt cái hàm là hàm như sau nhé. Đây tôi đặt cái hàm. Đây.
đặt cái hàm là tôi đặt tên là next. Next nhé. Next là gì? Next của phần tử của cái A này. Tôi đặt đây là G này, đây là K này, đấy. Và đây thêm nữa, thêm là N nữa cho nó enter. Ở đây gì? Ở đây là tôi tìm phần tử tiếp theo đặt ở vị trí K, phần tử tiếp đó là phần lớn hơn G. Đây. Tìm phần tử đầu tiên lớn hơn G và có thể đặt vào vị trí K. Được chưa? Từ này nó phải khác tất cả các phân tử từ A0 cho đến AK-1. Được chưa? Thì làm như sau này. Thì làm như sau, chúng ta for G, for E in range bắt đầu từ G cộng 1 nhé. Bắt đầu từ G. Từ G cộng 1. Bằng từ G cũng được. Đây có thể lớn hơn bằng G ở đây nhé. Thì đây sẽ là G. Đến N. G, D, N. Kiểm tra xem có thể bổ sung được không. If này. Dùng cái hàm can này này. Đấy, cái hàm can nhé. Can này này. Cái hàm vừa nãy tôi đã làm đấy. Hàm có thể bổ sung. Có thể bổ sung vào A. Phần tử Y. Và vị trí K. Đó. Thế là như này này. Để chơi thì chúng ta sẽ return, kiểm tra chúng ta sẽ return, return y. Còn nếu không thì chúng ta đây chúng ta sẽ return, không có tìm thì chúng ta return none, return n, không quan trọng lắm nữa. Return n tức là nó đây, thì đây chúng ta đặt cái đây chính là gì, đây chính là cái hàm là gì, hàm đây là hàm là next của nhé A này, bổ sung phần tử tiếp theo chính là SK cộng 1, bổ sung vào vị trí K và đây là N. Đấy. Nếu mà cái hàm trả về N thì quay đây nó sẽ văng ra ngay này. Đây này, chỗ này bằng N là phải nhỏ hơn N, nó bằng N là nó sẽ văng ra. Đấy, chỗ này chính là cái phần tìm phần tử tiếp theo là tính toán lại cái SK đây, chỗ này này. Đó nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp vào đây này. Ở đây là if nhé, if mà k mà bằng n trừ 1 thì chúng ta sẽ in ra ngay kết quả, chúng ta sẽ print a tìm được nghiệm. Còn nếu không đó. Nếu không chúng ta sẽ đi tiếp k bằng k cộng 1. Được chưa? Và đặt sk bằng next, cái hàng của chúng ta này là a này. Bắt đầu từ 0 này. Ở đây là K và đây là N. Đấy. Được chưa? Còn ra ngoài này chúng ta sẽ quay lui ở đây. Đây. K bằng K chứ mà quay lui nhé. Để trên bên tôi kiểm tra thử xem nhé, có đúng không nhé. Chúng ta nhớ lại cái hàm như đây là cái nó hơi nhắc lại này, đặt là siêu hoán vị này. S thì là cái ấy rồi, nhưng mà tôi đây vòng lọc đầu tiên đây, lọc thứ hai này đây chỉ cái chỗ là nếu SK mà là được ứng với cái hàm này thì y SK khác rỗng thì chính là nó đây, chính là cái này. Khi mà cái SK là bằng N thì dừng lại, còn nhỏ hơn N thì tôi vẫn làm. Thì xong lần là đặt vào và tăng là lên đặt là tìm ra phần tử tiếp theo đó là phải là như thế nào đây. Thì thế nó phải lớn hơn SK cũ mà có thể bổ sung được vào đằng sau của A. Hàm next này là sử dụng cái lệnh này. Đấy. Được chưa? Và nếu K bằng SK bằng N-1 thì print A ra, còn không thì chúng ta sẽ đi tiếp. Còn nếu mà nó bằng N ta sẽ quay lui lại đây. Chúng ta kiểm tra nhé. Ở đây là sinh hoán vị n.
kiểm tra xong dậy có đúng không nào. Nên bằng 3 này. Đây này. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 0, 1, 2, 0, 2, 1 này. 0, 1, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 0, 1, 2, 1, 0. Đúng rồi đấy. Với này bằng 2 kiểm tra xem. 2 thì 0, 1 và 0, 1, 0. Nó ra cái bài đấy mà ra là N giai thừa nhé. Với N bằng 4 nó là 4 giai thừa. Nó làm nó là 24. Đấy. Thế là đúng thôi. Được chưa? Nhưng mà chúng ta vừa làm cả hai cái bài này, cả hai trường hợp là địa quy và không địa quy. Nhưng mà thấy, nhưng mà khi chúng ta mà tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta phải làm theo đúng cái mô hình này thì nó sẽ hiểu biết hơn, thì nó sẽ chúng ta hiểu sâu hơn về cái thuật toán địa quy. Thì trong sách giáo khoa phần này chỉ trong sách giáo khoa chỉ nói phương án là địa quy, không nói phần không địa quy. Ở đây tôi mở rộng ra và tôi viết cho các bạn cả các cái chương trình về không địa quy. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay là tôi có một cái buổi phổ đạo thêm để chúng ta hình dung thôi. Còn nếu mà tìm hiểu sâu hơn nữa trong phần có rất nhiều bài tập mà để xử lý, mà để làm các bài tập liên quan quay lui, thì chúng ta sẽ có những cái buổi phổ đạo sau nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé.